Thầy Phương xin chúc mừng tất cả các thầy cô đã có mặt trong buổi ngày hôm nay ạ. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón gần 800 các thầy cô đến từ mọi miền đất nước có mặt trong buổi học ngày hôm nay. Vâng, rất tuyệt vời, các thầy cô đều nghe rất là rõ vì thầy Phương vẫn có thể quan sát được những cái cánh tay mà chúng ta giơ lên đúng không ạ? Các cô, thầy cô có cảm thấy vui và hạnh phúc vì hôm ngày hôm nay, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta được có mặt ở trong lớp học này không ạ? Nếu mọi người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, mọi người cảm thấy như thế nào hãy comment vào phần phần chat để chúng ta có thể có một cái không khí đầu tiên của lớp học nó thật là năng lượng ạ. Ok, rất cảm ơn tất cả thầy cô rất nhiều. Rất tuyệt vời, thầy Phương nhìn thấy có cả một số gương mặt thì đã quen, có những gương mặt thì hoàn toàn mới đúng không ạ? Trong lớp này thì có những thầy cô nào là lần đầu tiên được học cùng với thầy Phương ở trong Zoom này không ạ? Thì mọi người comment lần đầu tiên vào. Còn ai tham gia một lần thì đánh số 1, ai tham gia hai lần thì đánh số 2. Rồi. Ai tham gia nhiều lần thì đánh chữ N vào. Ok, cũng khá nhiều thầy cô lần đầu tiên được gặp thầy Phương ở trong lớp này đúng không ạ? Đó là một sẽ là thầy Phương hy vọng là lần đầu tiên gặp nhau thì cũng sẽ mang đến cho thầy cô một trải nghiệm thật là tuyệt vời với một khóa học e-learning mà thầy Phương mong muốn rằng là chúng ta sẽ không chỉ học về e-learning mà sẽ khóa học này sẽ là một cái khóa học hạnh phúc nơi mà thầy Phương sẽ mang đến cho các thầy cô những cái thông tin, những cái kiến thức rất là thú vị về cuộc sống cũng như là mọi thứ xung quanh mình để làm sao sau khóa học này các thầy cô không chỉ giỏi về tin học mà chúng ta sẽ có một cái góc nhìn mới về cuộc sống để chúng ta cảm thấy vui hơn, hạnh phúc hơn hoặc là chúng ta có cái năng lượng hơn để nhìn về phía trước để chúng ta hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn đúng không ạ? Rồi cảm ơn các thầy cô rất là nhiều. Vậy thì mọi người có sẵn sàng là trong buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chơi hết mình không ạ? Những ai sẵn sàng chơi hết mình thì hãy comment chơi hết mình vào phần chat đi ạ. Ai mong muốn là ngày hôm nay chúng ta đã đến đây, chúng ta đã học với nhau và chúng ta sẽ chơi hết mình thì hãy comment chơi hết mình. Được ạ? Vâng. Khi mà nhìn thấy các dòng chữ này của các thầy cô, thầy Phương cũng cảm thấy là tràn đầy năng lượng đúng không ạ? Cảm thấy tràn đầy năng lượng luôn cho nên là hôm nay là sẽ chơi hết mình cùng các thầy cô và sẽ có những cái gì hay thì sẽ chia sẻ hết mình cùng với mọi người để chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm thật là tuyệt vời. Được không mọi người? Ok, cảm ơn các thầy cô. Vậy thì những ai sẵn sàng chơi hết mình thì chúng ta hãy đứng lên. Ta đứng lên nhá. Rồi. Xin mời mọi người đứng lên nào, chúng ta đứng lên xem là những ai sẵn sàng chơi hết mình nào, chúng ta hãy cùng đứng lên. Ngày hôm nay thì thầy Phương sẽ cùng với các thầy cô sẽ có một sự khởi động ban đầu để cho chúng ta sẽ có năng lượng thật lớn. Bởi vì sao? Bởi vì các thầy cô biết không, tất cả mọi thứ tồn tại xung quanh chúng ta thì đều được hình thành từ năng lượng. Tất cả mọi thứ trong vũ trụ này, từ là những hạt cát cho đến là những hòn sỏi, hòn đá cho đến cái cây và đến cả trái đất và thậm chí là cơ thể của chúng ta cũng được cấu tạo từ năng lượng. Vì vậy, chúng ta muốn làm việc gì tốt thì chúng ta cần phải có năng lượng. Mọi người có đồng ý không ạ? Các thầy cô nếu đồng ý thì comment đồng ý và các thầy cô có thấy rằng là khi mà chúng ta làm một việc đúng không? Mà chúng ta cảm thấy trong người mình có nhiều năng lượng thì lúc đấy chúng ta sẽ làm việc đó tốt nhất có thể. Khi mà các thầy cô vào trong lớp mà nếu như mà thấy các em học sinh á, mà khi các em vào trong lớp mà các em ngồi như này đúng không? Theo các thầy cô như vậy chúng ta có năng lượng được không ạ? Nếu như học sinh mà vào trong lớp mà các con cứ như này thì bản thân mình có năng lượng không ạ? Các thầy cô nhỉ? Rồi, nhưng nếu học sinh mà chúng ta vào trong lớp mà học sinh tươi cười hớn hở như này, thì chắc chắn là người dạy của chúng ta có năng lượng không ạ? Chính người dạy của chúng ta có năng lượng và học sinh của mình, các em học nếu mà các con trong trạng thái lúc nào mắt cũng mở to đúng không, người vươn thẳng thì sẽ có năng lượng phải không nào? Như vậy thì các thầy cô muốn mình học tập có năng lượng hay làm một việc gì đó có năng lượng thì chúng ta phải biết đưa mình vào trạng thái có năng lượng cao, mọi người hiểu không ạ? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thực hành nha. Chúng ta sẽ thực hành một số trạng thái năng lượng này, chúng ta sẽ đi từ trạng thái năng lượng thấp cho đến trạng thái có năng lượng cao. Bây giờ các thầy cô chúng ta hãy cùng bắt đầu chúng ta sẽ cùng thể hiện cái trạng thái năng lượng thấp trước nào. Xin mời tất cả mọi người đứng lên nha. Chúng ta cùng đứng lên. Đầu tiên là trạng thái năng lượng thấp. Mọi người có thấy trạng thái năng lượng thấp là như này không ạ? Khi mà chúng ta ở trạng thái năng lượng thấp thì cơ thể chúng ta như nào nhỉ? Thường nó sẽ
Ngả về phía trước đúng không? Vai thì nó rũ xuống đúng không? Vai rũ xuống đúng không? Mắt cũng trùng xuống đúng không? Vậy đây chính là trạng thái năng lượng thấp đúng không ạ? Và chúng ta có muốn dạy một lớp nào học sinh mà vào trong lớp nó như này không ạ? Có không mọi người? Rồi, thế thì bây giờ nếu mà trạng thái năng lượng bình thường đúng không? Là chúng ta thấy là như thế này, không phản ứng gì đúng không? Nhưng nếu mà trạng thái năng lượng đỉnh cao thì có thể mọi người thấy rằng là thường là vai của chúng ta nó sẽ vươn về phía trước. Đấy, vai vươn về phía trước, thậm chí tay còn nắm lại đúng không? Mắt thì mở to, miệng cười hớn hở đúng không? Bây giờ xin mời tất cả mọi người chúng ta cùng đứng lên và chúng ta sẽ tạo cái trạng thái năng lượng đỉnh cao thôi nào. Năng lượng đỉnh cao nhé, khi mà thầy Hương hô năng lượng đỉnh cao thì các thầy cô sẽ vươn người này, vươn ngược về phía trước này. Đó, được chưa? Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đứng vào trạng thái năng lượng đỉnh cao nha, và chúng ta sẽ hô nhá. 1 2 3 thì chúng ta sẽ hét một câu gì đó nhá. 1 2 3. Yeah. Nào, chúng ta thử nào. Có một số cô thì không dám hô đúng không? Vì sợ là chồng chồng cười đúng không? Hoặc là có một số anh cũng như vậy đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải học tập một cái là chúng ta sẽ làm việc gì đó hết mình, chúng ta không thèm để ý đến những người xung quanh nói gì đúng không ạ? Thì chúng ta mới có năng lượng được. Mọi người thấy thầy Vương có năng lượng không ạ? Nha. Chúng ta thử làm lại là chúng ta đứng vào trạng thái năng lượng đỉnh cao nhá. Nào, trạng thái năng lượng đỉnh cao, chúng ta chuẩn bị hét nào. Yeah. Được chưa? Rồi, bây giờ vậy thì để cho các thầy cô có thể có trạng thái năng lượng cao thì nguyên tắc như thế này. Khi mà chúng ta muốn có năng lượng cao ấy thì chúng ta phải đưa mình vào trạng thái vận động. Đấy, bởi vì là vận động thì nó sẽ sinh ra năng lượng, và năng lượng thì nó sinh ra cảm xúc. Cho nên là chúng ta muốn có cảm xúc vui vẻ thì chúng ta sẽ phải làm cho cơ thể mình vận động đúng không? Có thể vận động làm cho cơ thể mình nóng lên thì người mình nó sẽ nhiều năng lượng hơn, được chưa? Cho nên là cách dễ nhất và nhanh nhất để đưa mình vào trạng thái có năng lượng là chúng ta phải vận động. Mọi người hiểu không nhỉ? Vậy thì đó cũng chính là lý do hàng ngày tại sao chúng ta phải tập thể dục đúng không? Vậy thì hôm nay thầy Phương sẽ cùng các thầy cô tập một bài thể dục đầu tiên nhá. Mọi người có sẵn sàng tập thể dục không ạ? Bài thể dục này rất là ngắn nhưng mà nó vô cùng hữu ích cho sức khỏe của chúng ta. Các thầy cô sẽ đứng như sau. Chúng ta phải đứng ở tư thế mình chạy chân trước chân sau nha. Mọi người đứng lên nào. Cái bài tập này các thầy cô có thể áp dụng nó vào buổi sáng, cực kỳ hữu ích nha. Không cần phải là chạy ra công viên, không cần phải đi tập gym đâu. Nếu như mà chúng ta không có điều kiện thì các thầy cô chỉ cần tập bài tập này, chúng ta sẽ có sức khỏe tốt. Và nó cực kỳ hiệu quả, nó sẽ thể hiện cho các thầy cô thấy là chỉ trong khoảng tầm 3 phút thôi, các thầy cô đã có thể bằng mình chạy 1 km rồi. Mọi người sẵn sàng đứng lên chưa? Tất cả các thầy cô đứng lên và chúng ta sẽ để chân, có thể chân trái đằng trước cũng được hoặc chân phải đằng trước, chúng ta có thể như này. Làm sao để tư thế của mình giống như tư thế mình đang chạy nha. Bây giờ thầy Phương sẽ cúi người thấp hơn và cùng các thầy cô chúng ta cùng làm nào. Xin mời các thầy cô chúng ta đứng lên nào. Hai tay các thầy cô có thể nắm trong cái tư thế là chuẩn bị đang chạy. Chân phải bước lên trước, chân trái đằng sau, hoặc chân trái bước lên trước, chân trái phải đằng sau, tùy ý mọi người. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị. Thế khi thầy bật nhạc và thầy sẽ hô nhịp điệu thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu chạy tại chỗ nhưng các thầy cô không cần phải nhấc chân lên mà chúng ta chỉ cần đánh tay thôi cũng được nha. Chỉ cần đánh tay thôi. Nào, bây giờ chúng ta chuẩn bị này. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Bây giờ chúng ta nhé, để bàn tay như này. Người để như này, không nắm tay nữa mà để như này cho nó thoải mái hơn. Chuẩn bị này. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Đây nha, thầy đứng nguyên như này nha. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Nhanh lên. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Nhanh lên, nhanh nhanh nhanh, càng nhanh càng tốt. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Thật là nhanh. Nhanh nữa lên. Nhanh nữa lên. Nhanh lên. Nhanh lên nào. 1 2. Nhanh. Nhanh. 1 2. Nào, bây giờ mọi người đổi chân, chúng ta đổi lại chân nhá. Và đây sẽ bật nhạc to hơn. Chuẩn bị. Đổi chân. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Không cần chạy bằng chân, chỉ chạy bằng tay thôi. 1 2 1 2 1 2. Các bạn chạy khỏe hơn đấy Phương nhá. 1 2 1 2 1 2. Mình vừa ăn bữa cơm xong đây. 1 2 1 2 1 2. 1 2.
nhanh lên, nữa lên, nhanh nữa lên, một hai, một hai, nhanh nữa lên, một hai. Các thành cô còn đang mặc áo thun thì cứ mặc áo vest nhá. Nhanh lên, nhanh lên, tiếp tục đi. Nóng chưa? Mọi người đã nóng chưa? Các thầy cô nóng chưa nhỉ? Nào tiếp tục một hiệp nữa nhá. Ai đủ sức thi đấu một hiệp nữa chuẩn bị nhá. Ngày hôm nay về mà cánh tay này nó không như tập tạ thì về cương đảm bảo là đã như vậy là chưa đạt yêu cầu đúng không? Rồi chuẩn bị. Các bạn nhỏ đâu rồi? Ai đủ sức thi với thầy Phương ra đây? Xin mời bạn là cô Liễn Trương đứng lên. Thi với thầy Phương nào? Để nhìn xem là hôm nay có bạn nào nhỏ tập cùng với bố mẹ không nhá. Chuẩn bị nào, nhanh nhá. Một hai, một hai, một hai, một hai, nhanh lên lên, nhanh 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 lên, nhanh lên nào, nhanh lên, nhanh lên nào, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh nhanh nhanh. Rồi ok, mọi người nóng chưa? Như ai nóng rồi thì comment vào xem là đủ năng lượng chưa nào. Ok được rồi, nóng rồi, ok. Này mọi người nhìn ạ, thầy cô nhìn mồ hôi của thầy chưa? Ok 39 độ rồi, tuyệt vời. Đó, đó chính là năng lượng là chúng ta có thấy rằng những ai đang cảm thấy rằng mình tràn đầy năng lượng thì comment vào phần chat nào. Những ai đang cảm thấy rằng là tràn đầy năng lượng nào. Năng lượng chưa mọi người? Mọi người thấy năng lượng chưa? Rồi, khi nào mà chúng ta vận động và cơ thể nó ra mồ hôi như này, chúng ta cảm thấy mệt đúng không? Chắc chắn là chúng ta cảm thấy mệt vì chúng ta đã vừa đốt một lượng calo rất là lớn đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta sẽ cảm thấy rằng là sau khi mà chúng ta đốt lượng calo như vậy, cơ thể nó sẽ lập tức bù vào và chúng ta cảm thấy năng lượng. Được chưa? Mọi người thấy rằng là khi mình vận động như vậy thì nó sẽ tạo ra năng lượng. Và nguyên tắc là chuyển động thì tạo năng lượng và năng lượng thì tạo ra cảm xúc. Đó. Tức là movement is, thì nó sẽ tạo ra energy, và energy thì nó sẽ create ra emotion, được chưa? Cho nên là chúng ta sẽ muốn có cảm xúc tốt thì các thầy cô hãy chuyển trạng thái tư thế đúng không nhỉ? Có thể là chúng ta chỉ cần rất nhỏ thôi, ví dụ như ở trong lớp của mình ấy, chúng ta phải thường xuyên cho học sinh sẽ thay đổi trạng thái tư thế của mình. Nếu như mà các thầy cô vào lớp mà mình thấy học sinh của mình nó ngồi ủ rũ nhỉ, thì chúng ta phải bằng một cách nào đó chúng ta tạo cho các con năng lượng bằng cách là đơn giản là gì, đứng dậy tập cái bài thể dục vừa rồi đúng không ạ? Đó là một cách rất là tốt để tạo năng lượng đúng không? Ngoài ra thì có một cách nữa để chúng ta có thể tạo năng lượng mà học sinh rất là thích, học sinh kể cả lớp nhỏ cũng thích mà lớp lớn các con cũng thích. Các thầy cô có muốn khám phá tiếp tục không ạ? Mọi người hãy comment những cái câu hỏi của thầy vào phần chat nha. Bởi vì khi mà thầy hỏi là thầy muốn tương tác với tất cả mọi người. Đó, mà lớp mình thì có hơn 900 thầy cô, đúng không? Cho nên là chúng ta phải tương tác với nhau để mang lại năng lượng, cảm xúc cho thầy cũng như là cho tất cả mọi người, đúng không ạ? Ok. Thế bây giờ thì xin chia sẻ với các thầy cô một cách rất là dễ và rất là nhanh để trong lớp mà mình tạo năng lượng cho học sinh, đúng không? Cách này chắc chắn là nhiều thầy cô đã áp dụng rồi, nhưng sẽ có những người áp dụng thường xuyên. Có những người thì áp dụng chưa thường xuyên. Ngày hôm nay thì là thầy cũng sẽ giới thiệu để những thầy cô nào mà chưa áp dụng thì mình cũng có thể áp dụng nó. Ok không ạ? Rồi, đó là chúng ta sẽ cho học sinh nhảy, đúng không? Học sinh thì ai, em nào cũng thích nhảy cả, đúng không? Và khi vào lớp ấy thì có thể là đầu giờ, đặc biệt là sau khi con ngủ dậy buổi buổi trưa. Đấy, ngủ trưa dậy thì thường các con rất là như này, đúng không? Mình nhìn học sinh nào nó cũng như này, nó ngồi trên mặt bàn, mọi người có nhìn thấy không ạ? Hầu hết các con sau giờ trưa là đều cảm thấy như vậy, đúng không nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ phải wake up các con, đúng không? Phải làm cho các con tỉnh giấc.
bằng cách là chúng ta phải tạo ra các cái vận động. Thế thì thầy cũng xin chia sẻ một số các cái trang mà các thầy cô có thể sử dụng để mà mình có thể wake up cho học sinh của mình. Được chưa ạ? Rồi. Thầy sẽ kiểm tra một chút cái màn hình điện thoại để đảm bảo rằng là thầy nắm được hết thông tin của các thầy cô nhé. Ok. Rồi, các thầy cô nhìn thấy màn hình của thầy chưa ạ? Mọi người có nhìn rõ màn hình không ạ? Thầy cô có nhìn rõ không ạ? Rõ thì chúng ta comment rõ vào nha. Thầy cùng một lúc thầy sẽ phải sử dụng hai cái điện thoại để thầy vào lớp cùng với các thầy cô để thầy nắm tình hình của các thầy cô xem là mọi người đang nắm thông tin như thế nào. Đó. Cho nên là các thầy cô sẽ thường xuyên tương tác vào để thầy có thể thầy biết được rằng là các thầy cô đang nhắn cái gì, được chưa? Ý kiến phản hồi như nào, bởi vì thầy không thể để lúc nào cũng đúng rồi, không nào cũng nghe rõ được, cho nên là thầy sẽ phải nhìn vào các cái phản hồi ở trên màn hình của thầy cô để mà làm cái này nha. Ok. Rồi, rất tốt. Thế thì một trong những cái trang để mà chúng ta có thể giúp học sinh khởi động ấy, các thầy cô cứ vào YouTube này và mình sẽ gõ cái từ khóa là như này, là Just Dance. Đấy, mọi người thấy chữ Just Dance chưa? Khi gõ Just Dance thì thầy sẽ ghi cả phần lý thuyết cho các thầy cô nhá. Ở để trong một buổi học thì thầy sẽ làm mấy việc này các thầy cô này. Thầy quay lại video để cho mọi người xem lại. Thầy cũng sẽ thay các thầy cô, là các thầy cô không cần phải ghi chép mà thầy sẽ ghi chép hộ các thầy cô, được không ạ? Để cho các thầy cô tập trung năng lượng. Và khi mọi người nghe thầy giảng mà thấy cái ý nào mà gọi là keyword ấy, thì các thầy cô có thể đánh nó lại vào trong phần chat để cho mọi người cùng nghe. Ví dụ như là tìm tìm các cái bài nhảy cho học sinh khởi động, đúng không? Thì chúng ta sẽ tìm đến cái trang này, chúng ta vào rồi chúng ta gõ từ khóa, có thể là tìm ở trên YouTube được, YouTube này, và gõ từ khóa là Jordan, có từ khóa Jordan là nó sẽ ra đấy, ví dụ như thế này. Bây giờ thầy vào YouTube và gõ từ khóa Jordan, các thầy cô sẽ nhìn thấy rằng này, nó có rất là nhiều các cái bài Jordan, được chưa? Đó. Và Jordan có nghĩa là những cái điệu nhảy mà trong đó thì học sinh có thể nhìn vào đó để nhảy nhảy theo. Thế thì bằng cách này thì học sinh của chúng ta là nó không cần phải biết nhảy. Đó, chúng ta cũng không cần biết nhảy luôn, mà chúng ta chỉ cần mở một bài nhảy nào đó là cả cô và trò đều cùng có thể nhảy một lúc. Ví dụ cái bài mà 11 triệu lượt view này là có rất nhiều người xem và các thầy cô cũng rất quen thuộc, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đóng vai là học sinh của mình và chúng ta sẽ thử tham gia một cái buổi wake up cùng với lại Jordan nhá. Chúng ta sẽ đứng lên. Và bây giờ thì trước khi vào lớp học thì cô sẽ mời các con, chúng ta sẽ cùng nhau khởi động với một điệu nhảy, đó là Gummy Bear. Xin mời tất cả các bạn đứng lên. Ok, các thầy cô đứng lên nhá, chúng ta cùng nhảy điệu nhảy này nhá. Chuẩn bị. Mọi người sẵn sàng chưa? Các thầy cô cảm thấy như nào ạ? Ở lớp học của mình như vậy thì các con còn buồn ngủ nữa không ạ? Các thầy cô cảm thấy như nào sau cái màn vừa rồi ạ? Mọi người hãy comment vào đi ạ. Quá nóng đúng không? Rất là tuyệt vời. Và chúng ta sẽ cảm thấy rằng là nếu như mà sau buổi trưa đúng không, mà kể cả như là chúng ta có buồn ngủ đúng không, chúng ta có mệt mỏi, nhưng mà chính cái lúc đấy là chính lúc chúng ta refresh bản thân mình, không phải là chỉ tạo cái không khí cho lớp học đúng không, mà ngay bản thân của chúng ta cũng thôi đúng không ạ, là chúng ta cảm thấy vô cùng là phấn khích, happy hơn. Thay vì là vào trong lớp thì các thầy cô sẽ thấy rằng là thông thường một số người là khi vào trong lớp mà học sinh hay cũng như là ngủ gật hay là mệt mỏi đúng không, thì chúng ta lại nói là có thể một số người thì lại mắng hoặc trách các con là sao đến giờ dậy rồi mà tại sao chúng ta còn không thức dậy ngay đúng không, mà lại còn ngủ gà ngủ gật như vậy đúng không. Và khi chúng ta làm như vậy thì cái không khí ban đầu của lớp học nó cũng đã sẽ bị down xuống rồi đúng không ạ, chúng ta đã mất năng lượng đúng không, chúng ta mất năng lượng này, chúng ta buồn hơn này, chúng ta cáu giận với học sinh hơn đúng không. Nhưng mà khi làm như thế này này thì học sinh không cần phải là mình phải thúc giục gì nhiều đúng không, các con nó cũng sẽ đứng dậy, nó sẽ nhảy và mình cũng sẽ hào hứng hơn. Và sau khi mà nhảy rồi, đặc biệt là nếu các con mà các bạn ý, thông thường các thầy thầy Phương thấy rằng là các bạn ý sẽ có cái trạng thái là gì, là nhiều bạn là chưa vui đâu, cũng khi nhảy cũng còn gật gù lắm đúng không, nhưng mà cô mà nhảy thật là sung mãn lên thì các bạn ấy cũng sẽ bị tự nhiên bị cuốn theo các thầy cô ạ. Và những cái bạn mà gọi là
gật gù nhất đấy, rồi các bạn cũng sẽ cuốn theo mình đúng không ạ? Cho nên là chúng ta phải là người tạo ra năng lượng trước, chúng ta phải sẵn sàng hòa mình hết mình đúng không? Thế thì chúng ta sẽ giúp cho các con có năng lượng, đấy là cái cách để chúng ta giúp cho lớp học của mình lúc nào nó cũng vui nhộn. Ok. À, các thầy cô đã bắt đầu cảm thấy happy khi mà bắt đầu vào lớp học này chưa? Mọi người hãy comment cái cảm xúc cho đến lúc này xem nào. Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua rất là nhiều cái cảm xúc khác nhau. Thầy Phương sẽ mong muốn là sẽ mang cho các thầy cô cái không chỉ là học về e-learning đúng không? Mà chúng ta sẽ có một cái lớp học mà chúng ta cảm thấy là thực sự đến đây là được thư giãn, là để vui vẻ. Bởi vì chúng ta không chỉ học kiến thức mà chúng ta còn được chia sẻ với nhau những kinh nghiệm sống này. Chúng ta chia sẻ với nhau những cảm xúc để chúng ta truyền năng lượng cho nhau thêm. Chúng ta yêu thêm cái cuộc sống này, yêu thêm công việc của mình. Ok, rất là tuyệt vời. Cảm ơn các thầy cô. Rồi, bây giờ thì chúng ta bắt đầu lại chuẩn bị tham gia một trò chơi nữa. Mọi người có muốn tham gia một trò chơi nữa không ạ? Nếu ai muốn tham gia trò chơi nữa thì hãy comment là em rất muốn bắt giờ nào. Chỉ khi nào mà rất muốn thì thầy sẽ tổ chức trò chơi này ạ. Trò chơi này có thể là sẽ không được 100% các thầy cô được chơi đâu, bởi vì là thầy sợ là 1.000 người chơi thì sợ sau khi mà chơi xong thì cái trang đó nó sẽ die luôn. À, bởi vì là có lẽ là ở trên thế giới cũng ít khi tổ chức những cái buổi học mà 1.000 người như này đúng không các thầy cô? À, nhưng ở ngay Việt Nam chúng ta chỉ có những cái buổi học 1.000 người, mà đáng lẽ ra là tuần trước thầy Phương dự định ấy, là sẽ tổ chức cái lớp học này 2.000 người, bởi vì các thầy cô thấy không ạ, trong cái những người xếp hàng mà đang chờ đứng ngoài phòng học của chúng ta còn rất là đông đúng không ạ? Các thầy cô là rất là may, các thầy cô được vào lớp trước và chúng ta ở trong đây, nhưng mà thực sự là bên ngoài thì còn chúng ta còn rất là nhiều các thầy cô khác đang đứng chờ vì hết chỗ rồi. À, phòng học đang là 995 người rồi, một lát nữa là nó sẽ đứng hình luôn đấy, bởi vì là nó sẽ full 1.000 người đúng không ạ? À, cho nên là đáng lẽ là tuần trước là thầy Phương đã làm việc với công ty Classin, các mọi người đều đều biết thì đăng video đúng không ạ? Để mà có thể tạo ra một cái lớp học 2.000 thầy cô. 2.000 thầy cô, các thầy cô có biết kinh phí để có được hai cái lớp học đó là như thế nào không ạ? Mỗi người mà ngồi học ở trong cái lớp học đó thì là mỗi giờ học sinh ngồi học nha, mỗi học sinh là tính là 4.000 đồng. Như vậy là lớp mình là 2.000 thầy cô. Đấy, vậy mỗi mỗi giờ học là mất 8 triệu của thầy Phương. Đấy, 2 tiếng là hết 16 triệu. Một một ngày 2 tiếng là như vậy đúng không? Nhưng mà thầy Phương đã sẽ quyết định là nếu mà sẽ làm được nó mà ổn ấy thì thầy sẽ mua luôn cái lớp học đó dùng trong vòng 2 năm 70 700 triệu. Đó, nhưng mà có một điều rằng hôm trước là test thì nó không ok đúng không ạ? Cho nên là chúng ta phải quay lại cái phòng Zoom này. Mà phòng Zoom thì nó chỉ tối đa được có 1.000 người thôi. Cho nên là chúng ta sẽ tạm thời là sẽ chỉ chấp nhận những người may mắn đúng không? Và đây chính là những người may mắn nhất. Chúng ta hãy dành cho mình một tràng pháo tay nào. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tham gia một trò chơi nữa nha. Trò chơi này là cũng có thể là một cái trò chơi rất là thú vị mà thầy Phương cũng khuyến khích các thầy cô là chúng ta nên tổ chức cái trò chơi này. Đặc biệt là khi chúng ta vào năm học mới, khi mà chúng ta gặp gỡ phụ huynh lần đầu tiên ấy, các thầy cô hãy học tập cái cách sử dụng cái trò chơi này này. Sau đó mình cho phụ huynh của mình chơi. Và sau khi họ chơi xong họ sẽ cảm thấy ô, cô giáo mình năm nay thật là tuyệt vời, cô thật là pro. Đó, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta đã sẵn sàng chơi trò chơi này chưa ạ? Ví dụ như là mình muốn giới thiệu một chút về bản thân mình đúng không? Với lại học sinh của cả lớp thì các thầy cô có thể làm cái trò chơi này để cho học sinh chơi nha. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi trò chơi này. À, trước hết thì thầy sẽ cho các thầy cô xem cái gọi là hướng dẫn để chơi trước đã nhỉ? Hướng dẫn để tham gia trò chơi này đã nha. Đây, trò chơi của chúng ta sẽ là trò chơi Kahoot nha. Kahoot thì bây giờ các thầy cô sẽ xem trước là cái cách chơi như nào, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu vào chơi nha. Kính thưa các thầy cô, sau đây thì thầy Phương sẽ hướng dẫn các thầy cô chúng ta có thể truy cập được vào Kahoot để chơi. Thì khi mà thầy bật cái màn hình chơi của Kahoot lên thì các thầy cô sẽ nhìn thấy ở đây nó có một cái mã pin này. Thì nhiệm vụ của chúng ta là các thầy cô sẽ vào cái trang mang tên là Kahoot.it. Kahoot.it. Khi vào trang Kahoot.it này thì mình sẽ nhập cái mã pin mà nó hiển thị ở bên đây. Thì cô sẽ nhập cái mã pin này vào, ví dụ đây là điện thoại đây, chúng ta vào kahoot.it thì đó, thì chúng ta cũng sẽ có cái ô này để nhập cái mã pin này, chúng ta sẽ nhập cái mã pin này vào. Đấy, thì cô sẽ nhập cái mã pin ở đây là ví dụ như là 366 5300, sau đó mình enter. Lúc này nó sẽ yêu cầu mình đặt một cái nickname đấy, thì các thầy cô có thể đặt nickname, tuy nhiên là chúng ta nên đặt là tên mình tên cộng với lại số cuối số điện thoại đi, ví dụ như là
Như thế để mình xác định xem là đây là người nào nha. Thì các thầy cô sẽ đặt tên. À, các thầy cô ơi, mình giúp thầy Phương một chút này. Các thầy cô kiểm tra xem còn ai còn bật camera không ạ? Thì các thầy cô sẽ giúp thầy hôm nay chúng ta sẽ phải tắt hết camera đi nha. Để cho nó đường truyền nó sẽ tốt hơn một chút nữa, đúng không ạ? Thì các thầy cô giúp thầy là tắt camera đi. Bởi vì các thầy cô nhìn thấy ngoài lớp chúng ta đã 1.000 người full rồi đấy. Và bên ngoài kia vẫn còn đang xếp hàng để vào, cứ 1.000 xong bắt đầu lại đao xuống đúng không ạ? Bởi vì có những người mạng yếu là sẽ bật ra. Các thầy cô có nhìn con số ở trên màn hình không ạ? Rồi, trên đây là hôm nay chúng ta sẽ tắt camera đi để cho đường truyền nó có thể tốt hơn nha. Ok, chúng ta tiếp tục này. Trên cộng với lại số cuối của số điện thoại, sau đó thì mình sẽ bấm cộng go, tự nhiên là Phương, và sau đó bấm OK go. Lúc này thì nó sẽ báo là có những người nào chơi được vào trong lớp, thì lúc này lớp mình sẽ bắt đầu vào lớp đấy. Và khi mà thầy Phương thấy các thầy cô đã vào trong lớp rồi thì thầy sẽ bắt đầu trò chơi, thầy bấm start là chúng ta sẽ bắt đầu chơi. Thì lúc này các thầy cô sẽ nhìn ở trên cái câu hỏi ở trên màn hình này. À, chúng ta nhìn thấy câu hỏi ở trên màn hình và chúng ta sẽ nhìn thấy các đáp án ở bên này. Thì các thầy cô sẽ lựa chọn cái màu màu sắc tương ứng ở trên màn hình điện thoại của mình, thì các thầy cô bấm vào ở sau. Ok, vậy là chúng ta sẽ chơi được. Ok, mọi người đã hình dung sơ lược chưa ạ? Những ai chưa bao giờ chơi Kahoot thì đánh chữ em chưa ạ? Những ai là chơi rồi thì đánh chữ rồi ạ. Mọi người có thể đánh vào trong đó ạ. Những ai mà chưa bao giờ chơi Kahoot thì đánh em chưa? Hoặc là chưa? Còn lại những người mà chơi rồi thì đánh rồi. Rõ ràng là rất nhiều các thầy cô chưa đúng không? Hôm nay thì các thầy cô sẽ được làm quen với cái trò chơi này, mọi người sẽ thấy nó tuyệt vời như nào. À, thầy sẽ ưu tiên cho 100 thầy cô đi, 100 thầy cô vào được trò chơi đầu tiên sẽ được chơi nha. Cái cách chơi bây giờ mọi người hãy nhìn ạ. Nha, rồi ok. À, bây giờ chúng ta sẽ thầy sẽ mở Kahoot lên này. Rồi, rất nhiều thầy cô chưa chơi bao giờ đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cái trò chơi này nha. À, để cho đảm bảo là trò chơi nó có thể hoạt động từ đầu đến cuối thì thầy sẽ cho khoảng 100 thầy cô đầu tiên vào và đầu tiên để chơi nha. Cho nên mọi người phải nhanh tay nha, các thầy cô phải nhanh tay. Đây, bây giờ mới bắt đầu chơi đây, cái con mã lúc nãy là cái video demo thôi nha. Bây giờ cách chơi này, mọi người sẽ xem cách chơi nhé. Đầu tiên các thầy cô sẽ vào cho thầy Phương cái trang là kahoot.it. Đấy, mọi người nhìn thấy chữ kahoot.it ạ. Kahoot.it nha. Các thầy cô nhìn đi ạ. Chữ kahoot.it này, gõ kahoot.it vào trong trình duyệt. Bây giờ thì mình nhập cái mã pin này vào. Nhập cái mã pin này vào. Có 79 8 89 rồi. 102 thôi, được cho 120. Nhanh quá. Ok. Chuẩn bị nhá. Xem nào, cho tối đa được bao nhiêu người nào. Có 150 nhá. Rồi, bắt đầu. Những người còn lại xin mời ngồi ngồi xem và cổ vũ nhá. Câu hỏi số 1. Người trong ảnh này tên là gì? Trần Duy Phương, Bùi Duy Phương, Nguyễn Duy Phương, Lê Duy Phương. Wow. Vâng, rất là buồn vì có 28 người trả lời sai, 29 người trả lời sai, có 56 người trả lời đúng. Và người trong ảnh này tên là Bùi Duy Phương ạ. Và đó là tên của thầy ạ. Nha. Vâng.
Chúng ta sẽ xem ai là người trả lời đúng ạ. Chúng ta xin chúc mừng cô Ngô Hương, xong đến cô Thủy, Lệ Chi, Alex và Ninh số điện thoại. À, nhìn vào cái này thì sẽ thấy là có những người thực hiện là đúng đúng thể lệ là đặt tên cộng số điện thoại nha. Những ai mà chốt ý sẽ ưu tiên những người đấy trước nha. À, nếu trong ba người dẫn đầu mà người nào làm đúng thể lệ thì người đó sẽ được trao thưởng nha. Câu hỏi số 2, thầy Phương sinh năm nào? 82, 83, 84, 85. Nhanh tay lên. Wow. Có 18 người trả lời đúng. Có 18 người trả lời đúng thôi. Còn lại đúng rồi, các thầy cô khác mà không được chơi ở trên Kahoot thì mọi người comment vào phần chat nha. Mọi người comment vào phần chat đáp án của mình để xem ai đúng nha. Ok. À, trời ơi thầy, mọi người nghĩ thầy già như vậy sao? Các thầy cô nghĩ thầy Phương già như vậy sao? Chúng ta hãy xem. Đáp án đúng là năm 1984 ạ. Rồi, tuyệt vời. Chúng ta xin chúc mừng cô Ngọc Ánh đã vươn lên dẫn đầu, sau đó thì cô Nhung, cô Trang, cô Vân và cô Yến. Chúng ta đến câu hỏi số 3. Xin mời câu hỏi số 3. Thầy Phương đang dạy ở đâu? Happy Classroom, Đinh Thiện Lý, Lomonosov, Vinschool. Vâng, rất nhanh. Thời gian thầy cho rất ngắn. À, đáp án đúng ở đây là Happy Classroom Vinschool. Ok. Cái này nó lại có hai đáp án đúng mới kinh chứ đúng không? Rồi, xin chúc mừng tiếp theo. Cô Ngọc Ánh vẫn dẫn đầu đúng không ạ? Thực ra là câu vừa rồi là đáp án đúng là thầy Phương đã dạy ở Vinschool. Và bây giờ thì thầy đang dạy ở lớp này là đang dạy trong Classroom. Ok. Ok, tuyệt vời. Câu hỏi tiếp theo. Thầy Phương quê ở đâu? Câu này sẽ dành cho 30 giây để các thầy cô gõ câu trả lời vào ô chat, vào cái ô bên bên trong màn hình điện thoại của mình nhá. À, trong phần chat thì các thầy cô có thể đánh là Hải Phòng này, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Phòng, rất nhiều Hải Phòng và Thái Bình. Trong Rồi, trong Kahoot thì đã có 106, 107 thôi. 3 giây nữa. 3 giây nữa thôi. Nào, chúng ta cùng xem đáp án đúng. Đáp án đúng là Thái Bình. Xin chúc mừng tất cả các thầy cô có đáp án là Thái Bình ạ. Vâng, mọi người nói Hải Phòng là bởi vì Hải Phòng là nơi mà thầy đang sống các thầy cô ạ. Còn lại là Thái Bình mới là nơi thầy sinh ra. À, và lớp mình thì có 48 người gõ được đúng chữ Thái Bình theo đúng chính tả như này. Ba người thì gõ Thái Bình không dấu, một người gõ Thái Bình theo kiểu dấu cách này đúng không? Và thầy chấp nhận cả ba đáp án này đều là đáp án đúng. Mọi người thấy hay không ạ? Mọi người bắt đầu thấy phần mềm mà trò chơi tuyệt vời chưa? Và bây giờ thì cô Yến đang lên dẫn đầu đúng không ạ? Và sau đó là bốn người nữa. Bốn người nữa như trên màn hình chúng ta. Chúc mừng các thầy cô. Vậy chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Sứ mệnh mà thầy Phương theo đuổi là gì? Chia sẻ kiến thức, bồi dưỡng chuyên môn, gắn kết tâm hồn, cùng thầy cô vươn tầm quốc tế. Mọi người hãy comment vào đi ạ. Tăng tăng. Vâng, cả bốn à, đúng không? Xanh lá cây rồi. Rất là hay, có rất nhiều cái cách trả lời đúng không? Đánh số 4 mà cũng là một cách trả lời. Cả bốn là các thầy cô đánh 1, 2, 3, 4 đúng không? Rồi, rất là tuyệt. Đúng là cả bốn cái này đều là cái mà thầy Phương đang theo đuổi đúng không ạ? Nhưng mà thực sự là cũng rất là mong muốn để giúp cho các thầy cô là chúng ta cập nhật những cái mới hơn ở trên thế giới về trong công việc dạy học của mình. Đó là một cái mà thầy Phương cũng mong muốn làm điều này. Và cho nên là trước hết thì thầy đặt cái này lên. Nhưng để làm được điều này, đúng không? Để làm được cái việc là giúp các thầy cô vươn tầm quốc tế thì thầy sẽ phải thông qua việc là chia sẻ kiến thức cùng thầy cô, sẽ cùng mọi người bồi dưỡng chuyên môn để chúng ta giỏi hơn, đúng không? Và đặc biệt nữa là chúng ta vẫn phải gắn kết tâm hồn với nhau, giống như 1.000 người chúng ta cùng ngồi trong một phòng học này thì đó chính là gắn kết tâm hồn rồi đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Cảm ơn các thầy cô. Bốn đáp án đều đúng nhưng mà đáp án đúng nhất ở đây chúng ta chọn có thể tạm thời là đáp án green đúng không? Xin chúc mừng và chúng ta xem bảng xếp hạng của chúng ta đến thời điểm này là gì nhá. Wow, cô Yến xuất sắc quá. Bốn người này rất xuất sắc. Họ vẫn giữ nguyên được thứ hạng và không có gì thay đổi. Rất là tuyệt vời. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo.
Dự án lớn nhất cho giáo viên Việt Nam do thầy Phương tổ chức có tên là gì? 3.000 giáo viên Việt Nam thay đổi và để hạnh phúc. 2.000 giáo viên Việt Nam thay đổi để hạnh phúc. 1.000 giáo viên Việt Nam thay đổi để hạnh phúc. Nhiều nghìn giáo viên Việt Nam thay đổi để hạnh phúc. À, 1 và 4, rồi. Hay quá. Rất nhiều các thầy cô chọn. Vâng. Cái dự án mà năm nay thầy làm các thầy cô ạ, ban đầu của nó tên là 3.000 giáo viên Việt Nam thay đổi và hạnh phúc. Tuy nhiên rằng là không ngờ rằng là sau thầy bắt đầu làm triển khai dự án này nung nấu ý tưởng từ ngày 15 tháng 7 mà bây giờ mới có 4 tháng đúng không ạ? Nhưng mà thầy đã có thể kết nối và có thể đã tham gia đào tạo cũng như là những lớp mà thầy đã từng dạy là đã có hơn 4.000 thầy cô rồi. Mình mục tiêu đề ra là trong năm nay chỉ có 3.000 thôi, nhưng đến tại thời điểm này còn khoảng bây giờ là tháng 11 là còn khoảng 2 tháng nữa. Đó, nhưng mà thầy Phương cũng đã được con số 4.000 thầy cô rồi. Đó là điều rất là tuyệt vời, mà đáng lẽ như phòng Zoom này mà của chúng ta mà lớn hơn thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ có con số lớn hơn nữa. Mọi người thấy tuyệt vời không ạ? Và thầy Phương cũng rất là mong muốn là sẽ giúp các thầy cô sẽ thay đổi cái cách nhìn của mình một chút, để cho mình nhìn rõ hơn cái tại sao mình chọn nghề này này, và làm sao để cho chúng ta có cuộc sống hạnh phúc hơn. Ok không ạ? Nha. Đúng rồi đấy, màn hình của chúng ta nó chỉ nhìn thấy các hình khối thôi, mọi người phải nhìn lên. Khi chúng ta nhìn ở trên màn hình chơi của mình nhé các thầy cô, thì nó chỉ có các màu như là đỏ này, màu xanh nước biển này, màu vàng này và màu xanh lá cây. Các thầy cô phải bấm cái màu nhìn đấy. Nhìn câu hỏi ở trên màn hình của thầy này này, rồi bấm cái màu tương ứng nha. Chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng. Wow, chúng ta đã thấy rằng là đáp án bắt đầu có thứ hạng bắt đầu đã thay đổi đúng không? Cô Yến vẫn quá xuất sắc và theo đó là ba người nữa đúng không? Rồi, rất là tuyệt vời. Chúng ta cùng đến với câu hỏi cuối cùng đi. Câu hỏi 7/7. Tên một đội quân giáo viên đặc biệt giúp nhau trở nên chuyên nghiệp, thịnh vượng và hạnh phúc hơn. Cộng đồng giáo viên đổi mới, Pro Teacher Army, Happy Teacher Club, cộng đồng giáo viên hạnh phúc. Wow. Đó, một cộng đồng giáo viên mà rất ít người biết tới đúng không ạ? Vâng, cảm ơn các thầy cô. Chúng ta thấy rằng là thầy Phương cũng giới thiệu với các thầy cô rằng là thầy Phương đang tập hợp và tổ chức một cái đội quân. Thực sự nó gọi là một đội quân thực sự. Đó là một nhóm giáo viên ngầm các thầy cô ạ. Nơi mà mọi người ở trong đó được đào tạo kỹ năng chuyên sâu để trở nên chuyên nghiệp, thịnh vượng hơn. Và đặc biệt là giúp nhau vươn lên trong cuộc sống. Và cái cộng đồng này của thầy Phương thì đặt tên là Pro Teacher Army. Đấy, cái Army này có nghĩa là đội quân các thầy cô ạ. Còn Pro Teacher thì bản thân cái từ Pro này nó có hai nghĩa. Một là Propers là đầu tiên là Professional là chuyên nghiệp đã. Và cái ý nghĩa thứ hai của từ pro là prosperous, có nghĩa là thịnh vượng, là hạnh phúc, giàu có đấy. Vậy thì thầy Phương đang muốn xây dựng một cái cộng đồng này. Và thầy hy vọng rằng sau lớp học này thì chúng ta sẽ có nhiều thầy cô sẽ được tham gia vào cộng đồng này hơn. Được chưa? Để chúng ta có thể cùng nhau giúp nhau trở nên chuyên nghiệp, thịnh vượng và hạnh phúc hơn. Mọi người có muốn có mặt ở trong cái đội quân này không ạ? Ai muốn thì comment muốn vào trong phần chat nào. Ok. Bây giờ là lúc mà khoảnh khắc hồi hộp nhất đúng không? Là chúng ta sẽ biết xem là ai là người chiến thắng trong trò chơi này. Đúng không ạ? Ai là người chiến thắng trong trò chơi này? Chúng ta cùng đến với phần vinh danh và trao thưởng. Xin chúc mừng Focus. Thứ hai là cô Yến và về nhất. Về nhất là Cao Đình Nhất. Xin chúc mừng ba thầy cô nè. Rồi, các thầy cô thấy thế nào? Mọi người thấy hay không? Các thầy cô thấy hay không ạ? Nếu mà mình đầu năm học mà mình cho phụ huynh của nhà mình chơi ấy, thì mọi người thấy rằng là có hay không? Phụ huynh có thích không? Đúng không ạ? Và qua đó mình bắt đầu là mời ba phụ huynh đó lên trên bục giảng, mình trao giải cho họ, trao thưởng một cái gì đó đúng không? Đấy, ôm hôn vài phụ huynh đầu năm đúng không?
Như vậy thì chắc chắn là họ sẽ rất yêu thích đúng không nào? Và người ta sẽ cảm thấy rằng là ồ, cô giáo mình năm nay tuyệt vời thế đúng không? Đó. Rồi. Đó là cái phần mềm Kahoot. Nếu như mà thì cô nào muốn là tìm hiểu thêm thì có thể sau này thì sẽ giới thiệu để có thể cô có thể là tham gia để học hỏi nhá. Ok. Học sinh chơi cũng có vui không ạ? Rất tiếc là hôm nay ba học sinh chơi đều vi phạm nội quy đúng không? Đó là gì? Không đổi tên thành tên cộng số điện thoại. Đó, thế thì rất là khó để thầy Phương xác định được xem là ai là người đích thực đúng không? Đấy, vậy thì tiếp theo này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần gọi là chúng ta sẽ điểm danh những người mà tham gia buổi ngày hôm nay nhá. Các thầy cô sẽ làm quen thêm một cái công cụ nữa. Đây gọi là công cụ gọi là Google Form. Thế thì chúng ta sẽ tạo ra cái form này, giả sử như thầy muốn điểm danh cái này thì thầy sẽ làm một cái form có cái hình như thế này. Sau đó thì mình sẽ gửi cho phụ huynh học sinh. Đấy, ví dụ như là chúng ta gửi cho phụ huynh học sinh. Rồi là các thầy cô có thể tạo ra một cái mã QR code để cho mọi người có thể là quét. Thì khi mà phụ huynh vào lớp ấy thì thay vì là điểm danh bằng cách là để gọi tên từng người một thì các thầy cô chỉ cần show cái mã QR code cho mọi người quét này. Hoặc là các thầy cô gửi cái link này vào nhóm cho họ. Thế là ai mà tham gia cái buổi đấy thì mọi người sẽ điểm danh. Và đây bây giờ chúng ta cùng thực hành cái việc này nha. Có thầy cô nào lần đầu tiên biết đến Google Form không ạ? Thì các thầy cô đánh chữ lần đầu vào. Bây giờ thầy sẽ gửi nó vào trong cái phần chat cho các thầy cô nha. Để các thầy cô có thể điểm danh. Rồi, rất nhiều người lần đầu biết đến cái này đúng không ạ? Mọi người sẽ thấy rằng là giả sử như đầu năm học mà mình muốn thu thập thông tin của học sinh ấy đúng không? Thì chúng ta cũng có thể làm bằng cái cách này. Thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta tổng hợp thông tin cực kỳ nhanh mà lại rất chuyên nghiệp. Bây giờ thầy sẽ gửi nó vào phần chat và các thầy cô sẽ chúng ta sẽ đừng thầy sẽ gửi nó vào phần chat và các thầy cô đừng comment cái gì nữa để nó khỏi trôi nhá. Đấy, các thầy cô nào mà nhìn thấy cái đó rồi thì có thể là copy lại cái link đó xong là dán lại vào phần chat một lần nữa giúp thầy để cho các thầy cô khác để vào điểm danh. Hôm nay thì lớp của chúng ta có 1.000 người rồi và thầy sẽ muốn biết xem là 1.000 người đó là ai. Bây giờ có thể là sau đấy thì chúng ta sẽ khóa lại và chỉ cho những người ngày hôm nay tham dự, 1.000 người này tham dự được thì sẽ được học thôi. Cho nên các thầy cô sẽ điểm danh vào đấy nha. Điểm danh vào đấy và ngày mai kiểm tra email, có thể là để cho lớp học nó đảm bảo thì thầy sẽ gửi một cái đường link học khác để cho mọi người có thể là chỉ những người mà tham gia đầy đủ buổi học từ đầu đến cuối thì sẽ được học nha. Các thầy cô đừng chat cái gì vào nữa nha. Chúng ta đừng chat cái gì cả. Mà các thầy cô sẽ để lại cái form đó để cho các thầy cô ở trong lớp mình có thể dễ dàng là bấm được vào nha. Rồi, rất là tuyệt. Có người đã dùng trong đợt dịch và để giao bài cho học sinh cô Huệ đúng không ạ? Rồi, đấy các thầy cô sẽ bấm vào cái form mà các thầy cô đã gửi ở trong nhóm đấy. Rồi, cảm ơn các thầy cô rất nhiều. Chúng ta có tinh thần hỗ trợ rất là tuyệt. Đấy thì các thầy cô click vào cái đường link ở trong đó thì mọi người sẽ dẫn đến cái form này. Và thầy Phương sẽ có thể show cho mọi người nhìn xem là khi mà các thầy cô điền form thì như thế nào nha. Đây ạ. Chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta gửi form cho người khác để điền vào thì ở trong cái phần chúng ta nhìn ở trong cái phần trả lời này. Wow. Xin lỗi các thầy cô, mọi người vào lại đi ạ. Mọi người vào lại đi ạ, bởi vì là cái form hôm nay nó đang bị không chấp nhận, nó bị bật lỗi. Rồi, bây giờ thầy bật chấp nhận rồi đấy, các thầy cô bấm vào điểm danh đi ạ. Mọi người bấm lại vào cái form đó để điểm danh. Trong lớp của mình thì bởi vì lớp học rất là đông, cho nên là lớp học của thầy Phương rất đông, cho nên thầy không thể có thể là nhắn tin với các thầy cô. Ví dụ như mọi người nhắn tin cho thầy thì có thể thầy sẽ không thể trả lời hết các thầy cô được. Nhưng mà trong nhóm lớp học thì cũng luôn luôn có những người sẵn sàng chia sẻ với chúng ta, cho nên các thầy cô cứ có câu hỏi gì thì chúng ta đặt vào câu hỏi vào trong nhóm. Và các thầy cô alo, thầy Phương xin nói lại là rồi, ok. Là trong lớp học của mình thì rất là đông, cho nên là có thể khi các thầy cô nhắn tin cho thầy thì thầy sẽ không trả lời kịp thời các thầy cô được, bởi vì các thầy cô hình dung 1.000 người mà mỗi người nhắn cho thầy một tin thì để trả lời được mỗi người 1 phút đi chẳng hạn thì thầy phải trả lời mất 1.000 phút.
đúng không? Để mỗi người nhắn cho mỗi người một cái thì thầy mất 1.000 phút. 1.000 phút thì các thầy cô hình dung xem nó là bao nhiêu tiếng, đúng không ạ? Cho nên là lớp mình thì thầy sẽ không thể trả lời hết tin nhắn được. Vậy thì nhưng mà lại cộng đồng của chúng ta thì lại rất là tuyệt vời. Các thầy cô ở trong đó thì đều là sẵn sàng giúp đỡ nhau. Đó, đó là tinh thần mà thầy Phương mang đến cho các thầy cô, là mọi người ở trong lớp thì luôn luôn giúp đỡ nhau. Cho nên là các thầy cô có câu hỏi gì mà gặp khó khăn thì khi comment vào phần nhóm Zalo của lớp ấy, thì những ai biết thì hãy vui lòng giúp thầy Phương, là mình sẽ chia sẻ kiến thức đó cho các thầy cô nha. Ở lớp mình nó đang 1.000 người rồi, cho nên là cái phòng Zoom nó đang hơi quá tải một chút đấy. Rồi và các thầy cô nhìn đấy ạ, khi mà có người vào điểm danh này hay là làm cái gì đó thì cái con số nó sẽ thống kê cho chúng ta ở đây. Các thầy cô có nhìn thấy không ạ? Chúng ta sẽ biết ngay là đây là những ai này. Đấy. Thông tin của từng người là gì này. Đấy. Mọi người ở đâu này. Đó. Chúng ta mong muốn điều gì này. Vậy thì khi các thầy cô mà giao bài tập về nhà cho học sinh này, hay là chúng ta muốn thu thập thông tin của học sinh thì chúng ta cũng nên làm cái form như này để chúng ta thu thập thông tin, chúng ta khỏi phải đánh bằng tay. Và khi mà chúng ta làm cái form này này thì nó sẽ có thể xuất ra cho mình thành Excel, ví dụ như thầy Phương bấm vào tạo bảng tính Excel này nhé. Đó thì toàn bộ câu trả lời của chúng ta được xuất thành một bảng Excel và thầy sẽ có ngay danh sách của các thầy cô. Mọi người nhìn thấy hay không ạ? Rất là nhanh chóng chúng ta sẽ có được danh sách của cả lớp này. Đấy. Mà chúng ta không cần phải đánh bằng tay. Mọi người thấy hay không nhỉ? Những thầy cô lần đầu tiên biết đến form có thấy hay không ạ? Những ai chưa vào được bởi vì nó có thể là do một lúc cùng nhiều người vào quá. Đó, thì các thầy cô không vào được. Nhưng mà chúng ta cứ từ từ làm. Được chưa? Trong quá suốt cái quá trình học thì các thầy cô cũng có thể điểm danh được nhé. Không cần thiết là phải điểm danh ngay bây giờ. Mọi người rõ chưa nhỉ? Ok không ạ? Và chúng thầy đã có cái thông tin của mọi cả lớp đây rồi đây. Mọi người thấy không? Nó, con số nó cập nhật liên tục. Các thầy cô có nhìn thấy cái con số nó đang nhảy đây không ạ? Đó, nhảy ao rao 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 rao. Và chúng ta sẽ có một cái danh sách. Ok không ạ? Rồi, bây giờ thầy sẽ khóa phòng học nha. Để cho mọi người sẽ... Bây giờ những ai mà không vào được nữa là sẽ thôi nha. Để cho nó không bị ảnh hưởng ra vào nữa. Và những thầy cô nào không vào được thì chúng ta sẽ xem lại video vậy. Thầy sẽ cho các... Khóa này thầy sẽ mở video để các thầy cô có thể là vào xem lại. Cho nên là những ai không... bị trong nước mà bị ao ra thì vui lòng ngày mai xem lại video nhé, bởi vì cái con số lúc nào nó cũng trên 1.000 người này thì có thể là phòng học nó sẽ đơ mất, đúng không ạ? Cho nên là thầy sẽ khóa phòng học lại tại thời điểm bây giờ. Các thầy cô chúng ta điểm danh đi ạ, rồi là ngày mai những ai mà không vào được thì chúng ta sẽ phải vào sớm hơn hoặc chúng ta sẽ xem lại video nhé. Ok không ạ? Chúng ta xem lại video. Rồi bây giờ thì sẽ không ai ra vào nữa. Và bây giờ thì thầy Phương sẽ cùng với các thầy cô chúng ta sẽ đi đến phần nội dung của bài học. Những ai chưa điểm danh được thì chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta làm từ từ nha. Bởi vì chúng ta còn cả cái buổi ngày hôm nay. Đây là cái buổi đầu tiên chúng ta học, cho nên ngày hôm nay thầy cũng chưa dạy về phần mềm. Mà thầy sẽ dạy về những thứ các thầy cô cần để các thầy cô có thể làm được nên những cái bài giảng mà nó có chất lượng tốt nhất. Được không ạ? Mọi người đã ok để sẵn sàng để vào nội dung học chưa ạ? Rồi bây giờ chúng ta vào nội dung nha. Trước hết thì cái phần tư liệu mà các cô thầy cô tải về ấy, thì các thầy cô sẽ mở cái phần tư liệu nó ra. Ở bên trong tư liệu thì các thầy cô sẽ có rất là nhiều thứ, nhưng mà hôm nay thì thầy sẽ giới thiệu với các thầy cô một cái bài tham khảo. Đó là khi mà các thầy cô làm xong bài giảng e-learning ấy, thì chúng ta phải mang đi nộp những thứ sau đây. Một là cái gọi là cái sản phẩm dự thi. Sản phẩm dự thi là cái sản phẩm mà chúng ta đã dùng cái phần mềm thiết kế bài giảng e-learning chúng ta xuất ra. Đấy, thì chúng ta sẽ có cái này. Ví dụ đây là một bài của thầy, một bài giảng về bộ môn lịch sử và địa lý. Đó. Đó thì đây thầy Phương giới thiệu với thầy cô cái cấu trúc của một cái bài giảng như này. Thực ra là một cái bài giảng e-learning ấy, nó sẽ có cấu trúc giống hệt như là một cái tiết dạy của chúng ta ở trên lớp. Tuy nhiên sự khác nhau giữa bài giảng e-learning và cái bài giảng truyền thống của chúng ta là gì? Đó là bài giảng truyền thống, các thầy cô ạ, bài giảng truyền thống
thì là các thầy cô sẽ dạy, chúng ta sẽ dạy ở trên lớp và chúng ta sẽ đứng trước học sinh để nói, được chưa? Thầy Phương xin lỗi các thầy cô nhé, các thầy cô nào mà học thì chúng ta sẽ ngồi dạy học để cho nó đảm bảo nhé. Còn những ai mà không có máy tính không ấy được thì các thầy cô có thể out ra để cho chúng ta học nó hiệu quả hơn, được không ạ? Các thầy cô có thể tắt webcam, bây giờ chúng ta không cần webcam thì chúng ta có thể tắt vậy đi để cho đường truyền nó tốt hơn, được chưa? Còn lại là chúng ta sẽ học một cách nghiêm túc, được chưa? Thì chúng ta đừng nằm học mà chúng ta nên là ngồi có máy tính để chúng ta thực hành theo, được không? Thì nó sẽ tốt hơn. Rồi bây giờ thầy sẽ nói một chút về sự khác nhau giữa bài giảng e-learning và bài giảng bình thường. Bài giảng bình thường có phải là chúng ta thiết kế một cái PowerPoint thì các thầy cô sẽ đứng ở trước, có PowerPoint rồi chúng ta đứng lên trước lớp đúng không? Và mình sẽ giảng cho học sinh nghe. Đấy. Vậy thì toàn bộ cái nội dung lời giảng là mình nói trực tiếp. Đấy chưa? Còn lại là cái phần mà những cái câu hỏi ở trên lớp thì các thầy cô đặt câu hỏi. Chúng ta đặt câu hỏi xong thì học sinh sẽ giơ tay để trả lời, đúng không? Thế thì khi mà chúng ta thiết kế bài giảng e-learning nó không phải là để học sinh học trực tiếp như thế. Bài giảng e-learning sẽ không được mang lên trên lớp để cho học sinh học ở trên lớp, mà bài giảng e-learning nó là một cái dạng bài mà trong đó thì là chúng ta thiết kế để học sinh nó ngồi một mình với cái máy tính như này, chúng ta ghi ghi hình lại toàn bộ lời cái hình mình đứng giảng này, đúng không? Đáng lẽ là cái phần lời giảng ở trên lớp từng slide đấy thì chúng ta sẽ đứng nói trực tiếp, thì các thầy cô có thể là ghi âm lại cái lời giảng đó, được chưa? Mọi người sẽ ghi âm lại cái lời giảng đó, rồi sau đó là chúng ta sẽ lồng nó vào trong bài giảng. Vậy thì bài giảng e-learning là cái bài ta thiết kế để một học sinh ngồi trực tiếp với cái máy tính để nó nghe và nó học. Đấy, vậy thì chúng ta phải chuyển toàn bộ cái hoạt động ở trên lớp trở thành cái hoạt động mà nó làm sao chỉ học sinh nó ngồi một mình với cái máy tính thôi. Thấy chưa? Mọi người hiểu rõ không ạ? Bây giờ các thầy cô quên cái phần điểm danh đấy nha. Chúng ta đừng để ý đến cái phần điểm danh nữa nha. Tiếp theo này là khi mà chúng ta giảng bằng bài giảng e-learning ấy, thì các câu hỏi chúng ta sẽ không đặt câu hỏi để học sinh trả lời bằng bằng miệng, đúng không? Mà thay vì học sinh trả lời bằng miệng thì các con nó sẽ phải bấm nó tương tác trên màn hình. Ví dụ có một số cô thiết kế bài giảng e-learning là ví dụ như là con có hiểu bài hay không, ví dụ như thế, chúng ta đặt câu hỏi và mình chờ học sinh trả lời là có hay không. Như vậy thì nó sẽ không đúng, bởi vì học sinh mình sẽ không biết là học sinh nó có trả lời hay không, đúng không? Đấy, hay là con hãy cho cô biết 3 cộng 5 bằng mấy, xong mình chờ một lát rồi xong đó học sinh nó sẽ trả lời, là mình sẽ chờ cho học sinh trả lời xong mình tí mình nói à đúng rồi, 3 cộng 5 bằng 8 đấy các con ạ, đúng không? Như vậy thì chúng ta nếu mà chúng ta đặt câu hỏi kiểu như vậy thì chúng ta sẽ không kiểm soát được là học sinh nó có tương tác với bài giảng hay không. Như vậy thì thay vì để học sinh trả lời bằng miệng thì các con phải trả lời bằng gì các thầy cô? Mình phải thiết kế các bài tập tương tác để cho các con nó có thể trả lời bằng bằng cách là bấm chuột. Mọi người có hiểu không nhỉ? Nếu ai hiểu thì đánh chữ hiểu vào trong phần ô chat ạ. Sự khác nhau giữa bài giảng e-learning và bài giảng truyền thống là như vậy, thấy chưa? Nha. Rồi, đó bây giờ đến phần tiếp theo đó là vậy thì một cái bài giảng e-learning thì nó sẽ có cấu tạo như thế nào, đúng không? Cấu trúc như nào thì thầy Phương sẽ giới thiệu với các thầy cô về phần cấu trúc của một bài giảng e-learning. Thì thông thường cấu trúc của một bài giảng e-learning thì nó sẽ có gồm các phần như sau. Trang đầu tiên là cái trang mà theo quy định của Sở Giáo dục Đào tạo. Đấy, thì thông thường tất cả các Sở Giáo dục Đào tạo người ta đều quy định giống như này. Và họ cũng gửi cho mình cái mẫu này luôn. Họ cũng gửi cho mình cái mẫu này để cho mình có thể là điền vào. Đấy, vậy thì các thầy cô sẽ thiết kế một cái trang đầu là gồm có ví dụ Sở Giáo dục Đào tạo này, gì đó Hà Nội hay gì đó đúng không? Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử e-learning. Đấy, bài giảng gì, môn gì, giáo viên, email, điện thoại, trường, địa chỉ vân vân. Thì trang đầu là nó như thế này. Sau khi trang đầu rồi thì chúng ta bắt đầu bước vào giống như là chúng ta tiến hành một cái bài dạy trực tiếp ở trên lớp ấy. Ở trên lớp thì chúng ta cũng sẽ có phần giới thiệu bài, đúng không? Vậy thì bài giảng e-learning của chúng ta cũng có thể thay vì là mình đứng trực tiếp mình giới thiệu bài thì các thầy cô có thể làm một video mình đứng giới thiệu bài. Thầy xin chào tất cả các con. Thầy tiến được giới thiệu, thầy là Bùi Duy Phương, giáo viên trường tiểu học VinSchool Imperia Hải Phòng. Các con thân mến, chúng ta cùng nghe câu rừng vàng biển bạc và gọi là rừng và biển của nước ta thật là giàu có vô cùng với bao tài nguyên quý giá. Điều đó thì các con đã được tìm hiểu ở những bài học trước và phải không nào? Hôm nay, trước khi lên đường khám phá những kiến thức rất thú vị của bài học mới, thầy mời các con cùng ôn tập lại một số kiến thức cũ của bài học trước nhé. Các con đã sẵn sàng chưa?
Nào, chúng ta cùng nhau lên đường thôi. À, phần này theo các thầy cô thì nó giống như phần nào ở trong bước dạy học ở trên lớp của chúng ta? Mọi người hãy comment vào phần chat ạ. Cái video này nó tương ứng với phần nào ở trong cái bước các bước dạy học ở trên lớp truyền thống của chúng ta? À, giới thiệu bài, đúng rồi, khởi động, giới thiệu bài, dẫn vào bài. Đúng rồi đấy. Vậy thì ở trên lớp chúng ta đứng ta nói đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ không có mặt đấy mà ta nói được, mà chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta phải làm, có thể làm một video. Chúng ta đứng ra chúng ta giới thiệu. Được chưa? Đấy, ví dụ như này. Đây chính là phần vào bài này, các thầy cô sẽ thử xem này. Wow, các con ơi, hiện giờ thì thầy đang đứng trong một khu rừng tuyệt đẹp của Việt Nam. Trước đây, phần lớn diện tích đất nước ta được che phủ bởi những cánh rừng bạt ngàn nghìn năm tuổi. Trong kháng chiến, rừng còn che bộ đội, rừng vây quân thù. Ngày nay, diện tích rừng của nước ta đã bị thu hẹp nhiều so với trước. Thầy con có biết rừng của nước ta được phân bố chủ yếu ở đâu hay không? Hãy làm bài tập trắc nghiệm sau đây nhé. À, phần này là phần gì các thầy cô? Phần này sẽ là phần gì nhỉ? Đây, phần gì đây? Rừng nước ta được phân bố chủ yếu ở đâu? Vùng đồi núi và trung du, đồng bằng và trung du, hay ven biển và đồng bằng? Các con hãy nhanh tay chọn đáp án trả lời đúng nhất. Bạn ơi hãy cho học sinh đúng không? Đây chính là phần kiểm tra bài cũ, đúng rồi. Đây cũng chính là kiểm tra bài cũ này. Các thầy cô sẽ về xem cái này nhé. Thầy sẽ không bật ở đây vì có thể nó sẽ báo bản quyền nhé. Thế thì chúng ta đây là cho học sinh nghe một cái video bài hát Việt Nam đất nước ta. Điểm là những câu hát thật ngọt ngào phải không các con? Tạm biệt những cánh rừng xanh mát, chúng ta lại trở về với những vùng biển bao la bát ngát. Biển là người mẹ hào phóng cho chúng ta bao nhiêu nguồn lợi, đặc biệt là hải sản. Biển cho đá cá như lòng mẹ nuôi lớn đời ta từ thuở nào. Như vậy, nước ta có rất nhiều điều kiện để phát triển ngành thủy sản. Con có nhớ đó là những điều kiện nào không? Hãy hoàn thành bài tập trắc nghiệm sau đây nhé. Đây vẫn là phần gì ạ? Và vẫn là kiểm tra bài cũ nhưng mà nó kiểm tra nhiều nội dung khác nhau đúng không? Và mỗi nội dung thì chúng ta có thể cho nó bài giảng nó hấp dẫn hơn, thì các thầy cô có thể làm một cái video để mình chuyển từng mạch của phần ôn tập bài cũ, được chưa? Sau khi mình chuyển nước từng mạch như vậy rồi có điều kiện gì không? Để phát triển bài, ngành thủy các sản? Các thầy cô thấy không ạ? Có vùng biển rộng, có nhiều hải sản, mạng lưới sông ngòi. Ở trên lớp thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi như này và học sinh trả lời miệng đúng không? Thế thì ở đây chúng ta sẽ phải kiểm tra bằng cách là mình phải thiết kế cái gì ạ? Chúng ta phải thiết kế các bài tập để học sinh có thể tương tác lên, chứ chúng ta không thể hỏi mồm được, đúng không? Đó là cái điểm khác nhau giữa bài giảng truyền thống và với bài giảng e-learning, là câu hỏi là chúng ta phải biến thành bài tập tương tác để học sinh nó có thể tương tác được. Mọi người đã hiểu rõ phần này chưa? Đó. Và khi học sinh nó làm thì nó sẽ biết là đúng hay là sai. Thấy chưa? Học sinh khi làm thì sẽ biết rõ là đúng hay là sai. Đó, đã hiểu rõ phần này chưa? Sau đó thì sau khi kiểm tra bài cũ rồi thì chúng ta như tiến trình ở trên lớp, chúng ta cũng có phần giới thiệu bài, đúng không? Chúng ta vừa đi hết một vòng trời biển quê hương, bây giờ thì mời các con lại trở về với vùng đồng bằng. Nơi đây không chỉ có những cánh đồng lúa thẳng cánh cỏ bay, nơi đây còn có những nhà máy vươn mình lên trời cao với những người công nhân đang ngày đêm sản xuất ra của cải vật chất làm giàu cho xã hội. Họ làm việc trong một ngành có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, tạo ra cơ sở vật chất, kỹ thuật cho các ngành kinh tế khác. Đây là phần từ nào đây các thầy cô ạ? Thúc đẩy các ngành kinh tế của nước ta phát triển, giải phóng sức lao động, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị, từ đó nâng cao niềm phát minh cho xã hội. Đó chính là ngành công nghiệp. Thầy mời các con cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay, bài 12, công nghiệp. Đó, đúng rồi, đây chính là phần giới thiệu bài đúng không? Thế thì sau khi giới thiệu bài xong thì cũng có thể có một cái motif là chúng ta sẽ nêu cái phần gọi là mục tiêu của bài học. Cái này không bắt buộc. Các con thân mến, mục tiêu của bài học ngày hôm nay về kiến thức, các con sẽ biết nước ta có nhiều ngành công nghiệp và các ngành thủ công truyền thống. Biết tên của một số sản phẩm ngành công nghiệp và thủ công nghiệp. Biết thực trạng của ngành công nghiệp nước ta hiện nay và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Về thái độ, các con sẽ thêm yêu quê hương, đất nước, có ý thức bảo vệ môi trường, có trách nhiệm học tập để có thể đáp ứng được với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghệ thời đại mới.
Trong bài học này, các con cũng sẽ được rèn luyện thêm các kỹ năng về tư duy, nhận xét, về phân tích thông tin. Và biết bao nhiêu điều thú vị đang chờ đón chúng ta ở phía trước. Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu bài học ngày hôm nay các con nhé. Vâng, đây chính là gọi phần là nêu mục tiêu của bài học đúng không? Thế thì khi mà thiết kế bài giảng e-learning ấy, thì bình thường là bài giảng thông thường ở trên lớp thì chúng ta cứ nói đến đâu thì chúng ta bấm chuột ra đến đấy đúng không mọi người? Nhưng mà bài giảng e-learning thì nó không như vậy được, bởi vì là chúng ta không ngồi đấy mà bấm được, cho nên là chúng ta phải lồng làm sao để khi chúng ta nói đến đâu thì cái tiếng của mình nói ra đến đâu thì nó khớp với lại cái hình ảnh xuất hiện trên màn hình đến đấy, ví dụ như này. Biết tên của một số sản phẩm ngành công nghiệp và thủ công nghiệp. Biết thực trạng của ngành công nghiệp nước ta hiện nay và cuộc cách mạng công nghiệp. À, như vậy thì chúng ta phải học đến cái cách để các thầy cô có thể đồng bộ được những hiệu ứng ở trên màn hình này với lại lời nói của mình. Được chưa? Sau khi các thầy cô nêu mục tiêu bài học rồi thì trên lớp mình dạy như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ tiến hành trình tự hoàn toàn như vậy. Chỉ có một cái điều khác đó là gì? Đó là cái việc mình đứng giảng trực tiếp ở trên lớp thì chúng ta có thể thay bằng hai cách. Hoặc là dùng video mình đứng giảng, tức là video mình quay lại cái quá trình mình đứng giảng đó rồi mình chèn vào slide. Hoặc là mình chỉ chèn âm thanh thôi. Ví dụ như này. Trong phần đầu tiên của bài học, thầy mời các con cùng tìm hiểu về các ngành công nghiệp của nước ta. Trước tiên, các con hãy thử kiểm tra hiểu biết của mình về các ngành. Và đối với từng phần này thì các thầy cô sẽ đi vào trong phần bài mới đúng không? Vậy thì các thầy cô sẽ tiến hành cái bài dạy như nào? Thì bây giờ chúng ta làm giống hệt như vậy. Và chúng ta chỉ chuyển đổi hình thức thôi. Là cái việc là giảng trực tiếp bằng cách ghi âm, cái việc hỏi hoặc làm thảo luận nhóm. Thì chúng ta sẽ không có thảo luận nhóm đúng không? Mà chúng ta sẽ có là chúng ta yêu cầu các con sẽ làm bằng cách là tạo các bài tập để tương tác bằng cách là tương tác bằng tay như này. Được chưa? Vậy thì đó chính là cái cách để chúng ta chuyển đổi từ bài giảng truyền thống sang cái bài giảng e-learning. Và toàn bộ trình tự của bài dạy như nào thì các thầy cô thấy không, là chúng ta cũng sẽ tiến hành giống hệt như ở trên lớp thôi đúng không? Chúng ta ví dụ như cho học sinh thảo luận làm bài tập này, sau đó chúng ta giới thiệu, ví dụ bài này là bài công nghiệp của lớp 5 thì mình giới thiệu sản phẩm công nghiệp, giới thiệu về ngành công nghiệp, các khó khăn của ngành công nghiệp. Thì tất cả những cái này mình có thể làm bằng dưới hình thức video. Mặc dù ngành công nghiệp nước ta đang ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu, có đóng góp to lớn vào nền kinh tế của đất nước, tuy nhiên so với thế giới chúng ta còn nhiều yếu kém. Xin mời các con cùng nhau xem một phóng sự sau đây nhé. Đó, vậy thì chúng ta cứ thử hiện chơi thôi đúng không? Chúng ta sẽ cho học sinh nó sẽ nghe bài giảng này, làm bài tập, nghe bài giảng, làm bài tập, chúng ta làm theo trình tự của mình. Đó. Và cuối cùng thì khi đến cái phần cuối cùng, thầy lấy ví dụ phần cuối cùng chẳng hạn này, các thầy cô lấy thấy cái phần này nó sẽ tương ứng với phần nào mà các thầy cô vẫn tổ chức ở trên lớp nha. Đấy, sau khi mình dạy xong này, mình nói về các làng nghề thủ công này, rồi nói về sự phát triển của công nghiệp thì nó có mang lại những mặt trái gì này đúng không? Đấy là chúng ta dạy ở trên lớp là chúng ta cũng nói về những cái điểm gọi là mặt trái của công nghiệp đúng không? Sau đó mình nói mở rộng thêm một chút về ngành công nghiệp thời kỳ công nghiệp 4.0 là gì này, được chưa? Sau đó thì cái việc này, ví dụ như này. Các con thân mến, chúng ta đã vừa được chứng kiến những hình ảnh về mặt trái của việc phát triển công nghiệp và thủ công nghiệp khi không quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Thầy mời các con cùng làm bài tập trắc nghiệm sau đây nhé. Là một người học sinh, chúng ta có thể làm gì để góp phần giữ gìn và bảo vệ môi trường? Tham gia trồng và bảo vệ cây xanh, không xả rác bừa bãi, tích cực làm vệ sinh môi trường ở nơi đang sống. Đúng rồi, rất tuyệt vời, củng cố bài học. Hoặc là thực ra chỗ này nó là cái phần giáo dục đúng không? Mở rộng giáo dục hoặc là liên hệ thực tế đúng không? Đó, thế thì ở trên lớp rồi chúng ta cũng có cái bước này đúng không? Vậy thì ở chúng ta khi mà chúng ta dạy một cái bài giảng e-learning, chúng ta cũng có thể đưa cái bước này vào bằng cách cho học sinh nó làm bài tập. Còn nếu như muốn ôn tập bài cũ chẳng hạn, các thầy cô thử nhìn đây ạ. Thông thường thì cuối cùng sau khi mà cái phần này thì chúng ta sẽ có cái phần gọi là củng cố bài đúng không? Củng cố bài thì chúng ta có thể là cho học sinh chơi trò chơi đúng không? Thì thầy thiết kế một cái trò chơi như này. Các con thân mến, như vậy là trong bài học ngày hôm nay, các con đã được tìm hiểu rất nhiều kiến thức thú vị về các ngành công nghiệp. Flat thì đến 31 tháng 12 này là nó sẽ không hỗ trợ nữa nhé. Cho nên là các cái thứ mà làm bằng Flat thì có thể là nó sẽ
nó sẽ sau này nó sẽ bị chặn các thầy cô ạ. Nhưng mà ví dụ như đây, chúng ta dùng một những phần mềm khác thì có thể nó sẽ không bị, đây nó mới bị chặn rồi. Các con thân mến, như vậy là trong bài học ngày hôm nay các con đã được tìm hiểu rất nhiều kiến thức thú vị về đây chúng ta có chơi trò chơi, các sau con... đó chúng ta tổng kết bài. Các con thân mến, như vậy là chúng ta đi đến điểm cuối cùng trong hành trình khám phá tri thức ngày hôm nay. Thầy tin là các con đã thu hoạch được nhiều điều bổ ích về các ngành công nghiệp và các nghề thủ công truyền thống của Việt Nam. Các con ạ, vậy là trong tương lai không xa, máy móc sẽ thay thế cho lao động trực tiếp của con người và mọi vật hay là trong nhà máy, công xưởng sẽ kết nối với nhau thông qua Internet. Các thiết bị ngày càng thông minh thì đòi hỏi con người càng phải có trình độ cao để có thể điều khiển được máy móc, làm chủ công nghệ. Và người thực hiện những điều đó không ai khác chính là các con. Vậy chúng ta cần phải học tập thật tốt, không ngừng sáng tạo và áp dụng những tiến bộ của khoa học và học tập vào cuộc sống. Hãy trở thành những người công dân của một thời đại mới, xây dựng đất nước ta không chỉ giàu đẹp mà còn bình yên, sạch sẽ, trong lành. Bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là hết. Thầy xin chào và hẹn gặp lại các con trong những bài học sau. Đúng rồi, kết bài và liên hệ. Được chưa? Kết bài và liên hệ. Nó có giống ở trên lớp không cơ thầy cô? Chúng ta thấy trình tự một bài học này nó có giống ở trên lớp không ạ? Và cuối cùng, một cái trang cuối cùng là chúng ta phải có, là cái trang mà chúng ta gọi là tư liệu tham khảo, nơi các thầy cô sẽ liệt kê ra đây là trong bài dạy này thì mình đã sử dụng những cái gì để mình làm nên, ví dụ như là chúng ta đã đọc những cái sách nào để làm nên cái quyển, cái bài giảng này, mình tìm những nguồn tư liệu ở đâu, đúng không? Đấy, thì chúng ta liệt kê hết nó lên đây. Vậy thì đây chính là toàn bộ cấu trúc của một cái bài giảng e-learning. Và đến thời điểm này mà thầy hướng dẫn, thầy Phương hướng dẫn như vậy thì các thầy cô đã hình dung rõ về bài giảng e-learning chưa ạ? Mình đã rõ ràng là một cái bài giảng e-learning thì nó là gì, nó khác biệt với lại bài giảng truyền thống như thế nào. Và một điểm nữa là chúng ta chuyển bài dạy từ bài giảng truyền thống thành bài giảng e-learning. Bây giờ các thầy cô đã rõ ràng chưa ạ? Mọi người có hiểu rõ vấn đề chưa ạ? Đấy, thế thì bây giờ chúng ta hiểu, khi mà chúng ta đã hiểu rõ đúng không? Thì chúng ta sẽ dễ dàng chuyển được từ một cái bài giảng bình thường trở thành một bài giảng e-learning. Và cái công việc tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ chọn lấy một cái bài giảng nào mà các thầy cô có thể là tốt nhất ấy, thì mình nên chọn những cái bài giảng mình đã từng dạy nhiều lần rồi, đúng không? Chúng ta đừng từng đi thi giáo viên giỏi về cái tiết đấy chẳng hạn, thì chúng ta có thể lấy cái bài đấy ra, bởi vì các thầy cô đã nghiên cứu bài rất là sâu sắc, đã hiểu nó rồi, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ chuyển nó từ cái bài giảng trên lớp đó, thì mình xác định là chỗ này mình sẽ đứng trên lớp mình giảng như thế này, thì mình sẽ biến nó là thành gì ạ? Mình đứng quay video, đúng không? Mình sẽ biến nó là mình sẽ, thay vì mình đứng giảng trực tiếp thì mình sẽ đặt một cái điện thoại lên, đúng không? Và mình quay lại video mình đứng giảng cái phần đó và mình gắn nó vào slide, đúng không? Còn cái chỗ nào mà ở trên lớp mình dùng slide mình trình chiếu ấy, và mình chiếu đến đâu mình nói đến đấy, thì bây giờ mình sẽ làm gì ạ? Mình có thể ghi âm, đúng không? Ghi âm lại cái lời giảng cho cái phần đó, sau đó mình sẽ lồng nó vào slide và mình đồng bộ nó với phần âm thanh. Mọi người hiểu chưa nhỉ? Ok không ạ? Mọi người đã đến đây, mọi người đã thấy ok và thỏa mãn về vấn đề rằng là bài giảng e-learning là gì? Khác bài giảng truyền thống như thế nào? Làm thế nào để chúng ta có thể là dựng được từ bài giảng truyền thống lên thành bài giảng e-learning, đúng không ạ? Chỗ nào mà ở trên lớp mình đặt câu hỏi bằng mồm thì bây giờ mình sẽ dùng gì ạ? Dùng câu hỏi trắc nghiệm, đúng không? Thiết kế câu hỏi tương tác để học sinh nó bấm ở trên slide. Đơn giản, đúng không? Đúng không ạ? Rõ ràng rồi, đúng không ạ? Rồi, tuyệt vời không ạ? Nhá, vậy giờ chúng ta đã nắm rõ được cái thế nào là bài giảng e-learning rồi, đúng không? Nhá. Tiếp tục là bây giờ vậy thì thầy sẽ hướng dẫn để các thầy cô là, vậy thì mình muốn có một cái bài giảng e-learning hay thì chúng ta phải làm gì, đúng không? Đó. Thầy sẽ hướng dẫn để các thầy cô có thể làm những bài giảng e-learning rất là hay. Cái bài giảng mà các thầy cô xem thì thầy Phương đã để ở trong cái thư mục tư liệu tham khảo rồi, đúng không nào? Vậy thì các thầy cô có thể là chúng ta sẽ mở ra chúng ta xem, đúng không? Để các thầy cô hiểu rõ hơn về cái bài dạy này nhé. Chúng ta sẽ tìm hiểu rõ về nó thì các thầy cô sẽ thấy rằng là mình sẽ mở ra để cái cách để các thầy cô có thể làm được, đúng không ạ? Bài giảng này là bài giảng đạt giải nhì thành phố Hải Phòng năm vừa rồi ạ. Bài giảng thầy Phương làm 3 ngày, từ thứ sáu cho đến hết chủ nhật thì xong cái bài giảng đấy, nhưng mà chủ yếu là quay đêm vì ban ngày đi dạy nên các thầy cô nhìn thấy là cái hình ảnh nó không được đẹp lắm, đúng không? Nó nhợt nhạt. Đấy, ok. Bây giờ thì thầy sẽ làm rõ hơn để các thầy cô
có thể nắm được cái cách thức để chúng ta làm nên bài giảng e-learning hay này. Với cái cách này thì thầy Phương đã giúp được cho rất nhiều thầy cô đạt giải quốc gia, nhất rất nhiều người đạt giải quốc gia, giải nhất, giải nhì, giải ba. Giải nhất thì có khoảng hơn chục giải, giải nhì, giải ba thì rất là nhiều. Nhưng mà cái điều này nó rất là đơn giản nhưng mà thường mọi người không để ý đến. Về phần kỹ thuật thì thực ra là kỹ thuật thì trong cái khóa học này thầy sẽ dạy cho mọi người sẽ đạt được như nhau, bởi vì kỹ thuật làm bài giảng e-learning nó cũng không có gì khó cả. Thầy dạy mấy buổi là các thầy cô ok hết về phần kỹ thuật. Còn lại là cái phần mà hay ấy, nó sẽ phụ thuộc vào phần này này nha. Nó hay là nó sẽ phụ thuộc vào phần này. Thì ở trong cái phần tư liệu thực hành này, các thầy cô có thể mở cái phần học storyline cơ bản ra nhá. Thì bên trong đấy thầy lấy ví dụ như là một cái giáo án PowerPoint đi. Ví dụ cái bài giảng bài này. Ví dụ cái bài này. Thì các thầy cô muốn làm một cái bài giảng e-learning ấy thì các thầy cô tốt nhất là gì? Mình lấy cái bài giảng PowerPoint nha, bài PowerPoint mà mình đã dạy rất là hay rồi đúng không? Rất là thành thục rồi, các thầy cô mở nó ra. Sau đó thì ví dụ như cái chỗ này, giả sử là thầy lấy ví dụ ở trên lớp là các thầy cô đứng rồi thì cô giới thiệu bài đúng không? Thế thì ở đây mình sẽ cái trang slide này mình sẽ để ở đây là một cái trang slide, ví dụ trang 1 là có thông tin giống như thế này. Đúng không ạ? Trang 1 có thông tin như này thì mình cứ đánh như này vào. Trang thứ hai mình định làm một video giới thiệu bài thì tạm thời các thầy cô cứ có cái chữ là video giới thiệu bài vào. Sau đó thì ở cái phần chúng ta sẽ kéo cái phần nốt của slide này lên này nha. Chúng ta sẽ kéo cái phần nốt của slide này. Thầy Phương lấy ví dụ như là giả sử như mà trong cái phần giới thiệu bài thầy cô định nói gì thì mình đánh hết cái phần mà mình nói vào trong này. Đấy. Mình định nói câu nào thì mình đánh hết vào đây. Ví dụ như là câu này là xin kính chào, chào mừng các thầy cô giáo và các con đến với bài giảng ngày hôm nay. Đã bao giờ các con chứng kiến những hình ảnh này? Đó. Sau đó mình nhớ mình sẽ nghĩ là mình sẽ đưa ra hình ảnh bạo lực, hình ảnh xâm hại trẻ em. Những hình ảnh ấy nói về điều gì? Trước khi vào bài giảng, xin mời thầy cô và các em cùng xem đoạn clip sau nhé. Vậy chúng ta cần làm gì để chấm dứt tình trạng này? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay, phòng chống xâm hại trẻ em. Thế thì khi các thầy cô viết lời giảng ra này, sau đó mình bắt đầu đọc lại. Sau khi mình đọc lại thì mình thấy rằng câu này này, mấy từ chúng em là nó liền nhau thì nó sẽ không hay đúng không? Đấy, vậy thì ta có thể là sửa lại là bỏ cái từ chúng ta này đi đúng không? Đấy. Vậy cần làm gì để chấm dứt tình trạng này? Đấy, có thể là chỗ này phải sửa thành dấu phẩy này. Đấy, chúng ta cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay, phòng chống xâm hại trẻ em. Như vậy, lời giảng của mình định giảng là gì thì các thầy cô sẽ đánh hết vào phần nốt của slide. Sau đó mình sẽ đọc đi đọc lại để mình chỉnh sửa khi nào mà mình cảm thấy là lời giảng bây giờ nó nghe nó nuột rồi đúng không? Thì chúng ta lại tiếp tục sang các trang slide khác. Đó, ví dụ như là trang này, thầy cô định nói gì thì mình đánh hết vào cái phần phần nốt ở dưới slide này đúng không? Ví dụ như là trước khi vào bài học, xin mời các thầy cô và các em cùng tìm hiểu về một khái niệm rất quan trọng, một vùng thầm kín trên cơ thể mà chúng ta cần nâng niu, bảo vệ, đó chính là vùng bikini. Xin mời các con cùng quan sát vùng hình ảnh sau đây. Vùng bikini, đây là vùng kín, vùng riêng tư của mỗi chúng ta. Đấy. Nói tóm lại là từng slide một, mình nói cái gì thì mình làm sao ạ? Mình đánh hết vào đây. Mình đánh hết vào đây, tất cả các trang slide mình định nói gì, các thầy cô sẽ đánh hết nó vào bên dưới từng trang slide một như thế này. Sau khi mà đánh xong, thì chúng ta bắt đầu ngồi đọc đi đọc lại, đọc từng từ trang slide này sang trang này. Sau đó mình đọc thêm là từ trang này sang trang này mình chuyển cảnh, ví dụ như cái câu nói, ví dụ chuyển ý ấy, mình đã nói như thế này đã đúng, nó đã hay chưa đúng không? Thì chúng ta sẽ chỉnh sửa lại, có thể là hôm nay chúng ta viết xong ngày mai thậm chí đi đường chúng ta mới nghĩ là câu này có thể là phải sửa thành câu khác hay hơn, từ này mình sẽ phải sửa thành từ khác hay hơn. Được, đúng chưa? Vậy thì là mình sẽ cuối cùng mình sẽ có được một cái lời viết cho cái bài giảng của mình từ đầu đến cuối, nó tạo thành một cái bài văn hoàn chỉnh. Sau đó chúng ta đọc từ đầu đến cuối ta thấy là nó sẽ có cái phần gọi là giống như phần mở bài, có phần cao trào đúng không? Có phần cao trào, có những phần giải quyết xung đột, rồi có phần cuối cùng là phần sâu lắng, phần kết bài. Và chúng ta đọc vào đây chúng ta cảm giác nó như một bài văn rất là hay. Đúng không? Thì cái bài giảng của mình khi mà làm nên nó sẽ trở thành một cái bài giảng thành công và hay. Bây giờ thầy xin hỏi các thầy cô, mọi người không cần comment vào phần chat đâu, thầy không 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 để ý đến cái phần comment đó đâu ạ nha. Bây giờ như thế này đi ạ. Bây giờ thầy Phương đã hỏi mọi các thầy cô là các thầy cô đã hiểu cái cách
cái cách để mình có thể làm nên một cái bài giảng e-learning chất lượng cao chưa? Bài giảng nó có sâu sắc hay không này, là nó phụ thuộc vào cái này thầy cô nhé, là phụ thuộc vào cái ý tưởng của mình đưa ra trong slide mình định làm cái gì là một, từng dạng bài tập mình đưa ra, mình định đưa ra từng bài tập như thế nào, cái lời giảng này này mình viết mình có nắn nót, mình có chỉnh sửa nó một cách chu đáo hay không, để khi mà khi chúng ta quay xong ấy thì khi người nghe, người ta nghe từ đầu đến cuối ấy, nó sẽ tạo thành một cái giống như là một cái bài văn hay là một cái vở kịch đúng không, thì lúc đấy nó hấp dẫn người nghe thì bài giảng đó nó sẽ sâu sắc về mặt về chất. Mọi người đã hiểu rõ chưa? Các thầy cô có hiểu rõ ý của thầy Phương muốn nói với thầy cô không ạ? Mọi người đừng comment cái phần địa chỉ số điện thoại vào đây làm gì nữa nha, bởi vì thầy không không để ý cái đó được. Bây giờ chúng ta tập trung vào phần chuyên môn đi thôi nha. Mọi người hiểu rõ chưa? Đó, và bài giảng hay hay không là nó phụ thuộc vào cái này đúng không? Và thực ra cái chất của người nọ nó hơn cái chất của người kia, nó sẽ hiện ở phần này này đúng không ạ? Và nếu như mà chúng ta làm bài mà chúng ta có tổ chuyên môn ấy, ví dụ như cả trường định làm một bài đi, thì chúng ta sẽ làm một cái bài như này, sau đó thì mọi người cùng ngồi và góp ý lại xem là à câu này theo chị ấy, thì em nên sửa cái từ này này, nó thành cái từ này nó mới là đắt giá này, nó mới là chính xác này đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau hợp lực lại thì mọi người sẽ có thể tạo nên một cái bài giảng e-learning mà nó sâu sắc về nội dung. Còn lại về mặt hình thức và về mặt cái cách làm đúng không, cách thiết kế nó lên thành bài giảng như nào thì phần đó là thuộc phần kỹ thuật. Và trong khóa học này thì thầy Phương sẽ giúp các thầy cô có được phần kỹ thuật để chúng ta làm nên những cái bài giảng e-learning cực kỳ là chất. Mọi người thấy hứng khởi không ạ? Mọi người thấy phần ok này không ạ? À, về phần kỹ thuật, bây giờ thầy sẽ nói đến về phần kỹ thuật. Thầy Phương tin rằng mà các thầy cô rằng là không ai dạy các thầy cô mà nó gọi là kỹ như thầy Phương dạy đâu ạ. Cho nên là nếu như mọi người thầy cô nào mà thấy rằng là dạy kỹ quá đúng không ạ? Có ai thấy là dạy như thế thì kỹ quá mất thời gian của mình đúng không ạ? À, thầy sẽ dạy để các thầy cô có thể làm những bài giảng chất lượng rất là cao nhé. Cho nên là thầy không sẽ không chỉ dạy về gọi là kỹ thuật. Bởi vì nếu như thầy chỉ dạy về kỹ thuật thôi thì thực ra ấy, sẽ không giúp cho các thầy cô có bài giảng đỉnh cao được đúng không ạ? Bởi vì nếu như mà chúng ta chỉ biết kỹ thuật thôi thì những giáo viên tin học vậy họ sẽ làm bài giảng e-learning nó sẽ là rất là tốt đúng không ạ? Nhưng họ sẽ không làm được những bài giảng đỉnh cao bằng mình được. Bởi vì sao? Bởi vì mình phải hiểu sâu sắc về mặt chuyên môn, mình phải hiểu từng bước của vấn đề nó là như thế nào đúng không? Thì chúng ta sẽ làm được bài giảng e-learning chất lượng tốt. Đó, thế bây giờ thầy nói tiếp về phần kỹ thuật này. À, phần kỹ thuật nhá. Thì cái phần mềm thiết kế bài giảng e-learning của chúng ta ấy, nó cũng cho phép các thầy cô ghi âm trực tiếp vào trong đó đúng không ạ? Giống như là phần Adobe Presenter hay là iSpring ấy, thì nó đều có cái chức năng là ghi âm hoặc quay phim trực tiếp. Nhưng để làm nên một bài giảng đỉnh cao thì chúng ta không làm cách đó. Đấy nhỉ? Và thầy cũng sẽ không dạy các thầy cô cái cách làm đó, mà thầy sẽ dạy các thầy cô cái cách đỉnh cao. Đó là cái cách để chúng ta có thể làm nên những bài giảng e-learning. Mà cái phần bài giảng e-learning thì nó quan trọng ở cái chỗ là gì? Cái lời giảng mình đưa vào mình thu âm nó có trong hay không đúng không, à, nó có ví dụ như mình thu âm trong này xong lại là mình có cái nhạc nền để mình lồng vào bên trong cái phần lời nói của mình không này, hay là có những cái chỗ ví dụ mình giảng mà nói đến về phần ở trong rừng chẳng hạn thì mình có thể mình phải đưa lên thêm tiếng chim hót véo von vào trong đấy thì đúng không, hay mình nói về phần suối thì có thể mình phải thêm vào đó một chút là tiếng suối chảy vào đó thì cái lời giảng của mình nó mới hay. Mọi người có đồng ý không nhỉ? Mọi người có muốn làm được cái bài giảng e-learning như thế không ạ? Đó, hoặc là khi các thầy cô mà ví dụ quay mình đứng giảng thì nếu như mình quay mình đứng ở trên cái bờ tường hay hay là cái lớp học nhà mình ấy thì rõ ràng là khi mà chúng ta dạy một cái bài về thầy cứ nói lấy ví dụ như là về rừng đi đúng không, mà chúng ta một người thì quay là mình đứng ở góc sân để giảng, một người thì quay nhưng mà là lại có thể tách được cái nền ra và ghép là mình đang đứng ở trong một cái khu rừng bạt ngàn đúng không ạ, với rất là nhiều hoa lá cỏ cây, thì theo các thầy cô cũng là hai cái bài giảng hay như nhau thì người ta sẽ thấy cái bài giảng nào sẽ hay hơn ạ? Chắc chắn là cái bài giảng bằng một cái kỹ thuật mình làm được những kỹ thuật đó thì nó sẽ hay đúng không ạ? Mọi người có muốn làm được những điều đó không nhỉ? Các thầy cô có muốn làm được điều đó trong cái khóa học này không ạ? Cái khóa học miễn phí mà thầy Phương dạy được các thầy cô làm được, kể cả là ghi âm, ghi hình như thế nào, làm phim như thế nào, sau đó thì làm nên bài giảng e-learning như thế nào.
Nha, thì đấy là những cái điều mà thầy mong muốn là sẽ làm được cho các thầy cô ở trong cái khóa học này, nha, trong vòng khoảng tầm 5 ngày tới. Và thực sự cái giáo trình này thì Phương đã thiết kế để có thể giúp cho các thầy cô từ một người gọi là không biết gì cả, các thầy cô cũng sẽ làm được. Yêu cầu duy nhất đó là mọi người phải học là hết mình này, đúng không? Học hết mình, học phải thực hành và không được bỏ buổi, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ phải như vậy thì chúng ta sẽ làm nên bài giảng. Trong vòng khoảng 5 ngày này mọi người sẽ trở thành chuyên gia thực sự. Mọi người có thể làm bài giảng đi thuê để kiếm tiền được nhá. Ok không nhỉ? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo. Thầy sẽ nói về phần kỹ thuật ghi âm, ghi hình để cho chúng ta sẽ phải có bài giảng in-ink chất lượng cao. Được chưa? Thế thì cái cách ghi âm, ghi hình tốt nhất bây giờ mọi người thấy là cái gì nhỉ? Cái gì đây ạ? Chúng ta không cần phải dùng phần mềm gì đắt tiền. Chúng ta không cần phải dùng camera hay là các máy quay phim đắt tiền. Chúng ta chỉ cần dùng cái điện thoại này thôi. Điện thoại smartphone này là chúng ta có thể làm mọi thứ rồi, đúng không ạ? Cho nên là thay vì các thầy cô ghi âm bằng phần mềm giống như là trước đây mà chúng ta thiết kế bài giảng e-learning ở trên Presenter, các thầy cô hay mua một cái webcam, đúng không? Hay là có một cái micro, đúng không? Ta nói vào, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng smartphone của mình để ghi âm. Thế thì thầy Phương đã vừa dạy các thầy cô là gì? Là chúng ta muốn có bài giảng hay thì bước 1. Các bước để làm bài giảng hay này. Rồi, đến các bước để làm bài giảng hay. Bước 1 là chúng ta phải chuẩn bị cái ý tưởng đã, đúng không? Chuẩn bị cái ý tưởng, định hình cái ý tưởng bài dạy của mình. Sau đó thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta có thể bước 2 là chúng ta sẽ làm nó trên PowerPoint trước cũng được cho nhanh. PowerPoint. Đấy, xong thì trên PowerPoint thì mình sẽ trình bày đúng cái làm đúng trình tự. Ý tưởng bài dạy. Sau khi làm đó thì đến bước 3 là chúng ta sẽ viết cái phần lời giảng ở cái phần gì ạ? Ở phần nốt của slide. Cái phần này thì giảng từ đầu là đến đây là mọi người thấy đã hiểu cái phần này không ạ? Thầy đánh đến đây mọi người đã hiểu chưa? Sau đó đến bước 4 thì chúng ta mới cầm điện thoại lên để có thể là ghi âm này hoặc là quay video bài giảng theo cái slide mà đã viết. Theo slide đã viết. Ví dụ như cái bài này là các thầy cô viết như này rồi đúng không? Thế thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ cầm cái này lên. Chúng ta sẽ cầm cái điện thoại và bật chế độ ghi âm. Và chúng ta sẽ đọc cái lời này mà chúng ta ghi âm vào trong điện thoại. Và cái này là slide số 2 đúng không? À cái này là video đúng không? Thì chúng ta sẽ quay video này. Bây giờ sẽ quay cái video này. Còn cái slide này là phần slide ghi âm. Thì chúng ta sẽ bật điện thoại lên và chúng ta ghi âm. Cái phần ghi âm này có ai không biết ghi âm không ạ? Các thầy cô comment xong mọi người đã biết dùng điện thoại để ghi âm chưa? Các thầy cô đã biết dùng điện thoại để ghi âm chưa nhỉ? Có ai chưa biết không ạ? Mọi người comment vào đi nào. Mọi người đã biết dùng điện thoại để ghi âm chưa? Ghi âm trong điện thoại là dễ nhất rồi đúng không nhỉ? Đó. Ví dụ này. Rồi, tất cả mọi người biết hết rồi đúng không? Xong, coi như xong nhé. Biết hết rồi thôi thì không cần nói nữa. Trong cái điện thoại thì nó sẽ có cái chức năng ghi âm. Thì chúng ta sẽ mở trên điện thoại của mình và mình tìm lên. Nó sẽ có cái phần ghi âm. Đấy, ví dụ như thế này. Các thầy cô sẽ bấm vào đây. Đó. Và sau đó thì mình bắt đầu ghi âm. Nhưng mà khi mà các thầy cô ghi âm ấy, thì chúng ta sẽ nhớ là sau khi ghi âm xong thì tôi bấm vào ghi âm này. Đấy, ghi âm nhá. Sau khi bấm ghi âm xong thì chúng ta sẽ chỉnh sửa lại cái luôn cái tên. Chúng ta sẽ nghe lại, nếu mà hay rồi thì chúng ta sẽ sửa cái tên này, ví dụ như đây là thành slide 2. Slide số 2. Sau bấm OK. Được chưa? Và như vậy thì sau đó thì các thầy cô sẽ ghi lại toàn bộ các trang slide của mình và slide nào thì chúng ta đánh vào sau đó. Và thậm chí rằng cái phần tên này này,
chúng ta đừng đánh là slide mà bình không mà đâu, mà bởi vì nếu mà chúng ta đánh như này thì sau này chúng ta chỉnh sửa lên thì thậm chí nó sẽ nhảy slide, vì chúng ta sẽ để đánh là slide 2 chẳng hạn, như là giới thiệu bài hoặc giới thiệu phần vùng bikini. Vậy thì mình đánh rõ là slide 2 giới thiệu vùng bikini vào. Sau đó thì chúng ta làm lần lượt. Làm lần lượt với tất cả các trang slide. Mọi người rõ phần này chưa? Các thầy cô rõ phần này chưa? Nha. Đó, vậy thì chúng ta sẽ có được toàn bộ phần ghi âm cho các trang slide của mình. Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển nó vào điện thoại. Chuyển nó vào điện thoại thì có thể làm bằng mấy cách. Một là chúng ta gửi nó vào Zalo, hai là gửi vào Gmail, ba là cách thứ ba nữa là chúng ta cầm cái dây sạc pin của điện thoại thì cô cắm nó vào đây này, sau đó mình nối vào máy tính rồi mình copy nó ra máy tính. Như vậy chúng ta có rất nhiều con đường để chuyển đúng không? Zalo qua Gmail đấy, hoa qua phần cắm dây của điện thoại. Mọi người đã rõ phần này chưa? Tương tự như vậy thì đến cái phần là làm sao để không bị tạp âm khi ghi âm. Thì thực ra nếu ghi âm bằng điện thoại thì chúng ta bắt buộc là các thầy cô phải chọn nơi yên tĩnh để mà ghi âm nhá. Và thời điểm ghi âm tốt nhất này các thầy cô hay chọn là vào đêm khuya khi không còn ai, nhưng never nhé, đừng bao giờ ghi âm vào đêm khuya đấy. Đây là lời khuyên của thầy là đừng bao giờ ghi âm vào đêm khuya, bởi vì thầy đã có kinh nghiệm làm cái vụ này rồi. Khi chúng ta ghi âm bằng đêm khuya ấy, chúng ta giọng nó sẽ thì thào như kể chuyện ma. Mọi người hiểu chưa nhỉ? Cho nên khi làm đêm thì nó giọng nó sẽ như thế này này. Và lúc nào nó cũng thì thào, cho nên khi học sinh nghe nó sẽ vô cùng kinh khủng. Mọi người hiểu ra chưa? Nha. Cho nên là chúng ta ghi âm thì nên ghi âm vào buổi sáng sớm. Nha, nếu như mà chúng ta ghi âm thì các thầy cô nên dậy sớm và chúng ta ghi âm. Thì lúc đấy chúng ta vừa có một giấc ngủ dậy rồi, đặc biệt là chúng ta định sáng mai ghi âm thì tối nay ngủ sớm đi, để cho nó có sức khỏe xong sáng mai dậy mình dậy mình thể dục mấy vòng rồi quay về ghi âm thì tiếng nó rất là trong đấy, và lúc đấy mình có năng lượng, mình nói nó hoàn toàn khác so với lại mình nói lúc nửa đêm. Nửa đêm có khi đang nói thì còn sợ là chồng giật mình, con giật mình, không dám nói nó đúng cái bản chất của cái bài học đấy đúng không nhỉ? Cho nên là đừng ghi âm vào ban đêm nha, nên ghi âm vào buổi sáng. Mọi người rõ cái kinh nghiệm này chưa? Đây là một cái kinh nghiệm rất nhỏ nhưng nó quyết định là các thầy cô thành công hay thất bại. Một kinh nghiệm rất nhỏ nhưng mà quyết định là mình thành công hay thất bại đấy nha. Bây giờ tiếp tục tiếp theo này, bởi vì thầy Phương là đi chấm e-learning các cấp rất là nhiều rồi, cho nên là thầy biết cái điều này. Khi ngồi trong hội đồng giám khảo nghe cái bài thì thào thấy họ quay đi họ nói chuyện luôn, cho thì chúng ta biết rằng là đấy là một cái điều rất nhỏ nhưng mà lại có mắt xích rất là quan trọng nha. Cái tiếp theo này về phần quay phim nha, hôm nay thầy sẽ bật mí cho thầy cô cái cách để quay phim như thế nào. Điều này rất nhiều người sẽ không bao giờ dạy đúng không, bởi vì thực sự là phải phải nó là phần gọi là dân chuyên môn, là chuyên ngành, người ta sẽ không chia sẻ với mình đâu. Nhưng mà thầy Phương thì sẽ không bao giờ giấu giếm cái điều gì mà sẽ giúp các thầy cô để làm những cái bài giảng nó có chất lượng tốt nhất. Thì rõ ràng các thầy cô thấy là một điều như này này là gì, các thầy cô thấy không, giả sử nhé là thậm chí mình có thể viết cái lời phần bài giảng rất là hay như này đúng không? Nhưng có bao giờ các thầy cô là gặp tình trạng là mình viết lời giảng rồi rất là hay nhưng mà khi đứng trước ống kính máy quay nói được mấy câu làm sao? Chứ quên đúng không? Nó quên và chúng ta không biết là cái gì nữa, hoặc là chúng ta thậm chí là viết một đằng chúng ta nói một nẻo, thậm chí là quay một video mà chúng ta phải quay 5 lần, 10 lần cũng không xong. Những ai đã từng bị rơi vào tình trạng như thế thì comment vào phần chat nào. Có ai bây giờ có bị tình trạng như thế không ạ? Là thậm chí viết lời ra rồi mà quay cũng không nổi đúng không? Hoặc là quay mãi mới xong. Thậm chí có những người là gì? Viết ra một tờ giấy rất là to. Đấy, viết ra một tờ giấy rất là to, sau đó để trước ống kính là cuối cùng là gì? Quay video thì mắt thì nhìn một đằng, đúng không? Ống kính như một nẻo, mắt thì nhìn một đằng, cuối cùng là nó cứ như này. Vậy thì mọi người thấy rằng là cái bài giảng đấy thì giám khảo nó mở ra, mọi người nghĩ rằng là chỉ cần nhìn như thế thôi là họ có cho điểm cao được không ạ? Nha. Cho nên là chúng ta phải có kỹ thuật, được chưa? Hôm nay thầy Phương sẽ giới thiệu với thầy cô cái bí mật của dân nhà nghề. Ví dụ như dân MC truyền hình, người ta làm thế nào để người ta dẫn được chương trình, bao nhiêu cái kịch bản đúng không? Mọi người thấy không? MC dường như là họ phải họ nhớ tất cả đúng không? Lúc nào họ cũng nhìn vào ống kính máy quay, người ta nói rất là lưu loát thành thạo đúng không? Hôm nay thầy sẽ bật mí cho thầy cô, mọi người có muốn biết họ làm nào không ạ? Hay ví dụ như là các vị lãnh đạo nhà chúng ta đứng trước ống kính phát biểu đúng không? Họ phát biểu như là
là kiểu là mình thuộc lòng ở trong đầu đúng không? Rồi, nhìn chữ ghi và đeo tai nghe. Có hai cách nha. Một là các thầy cô sẽ ghi âm lại cái lời giảng đó nha. Có hai cách này. Cách một là ghi âm lại lời giảng đó vào trong điện thoại, sau đó mình sẽ cắm cái tai nghe vào đây này. Các thầy thầy nam thì là thường là nó sẽ lộ cái tai nghe bởi vì là tóc mình không có, nhưng các cô giáo thì có thể là trùm cái tóc của mình lên cái tai nghe, vậy thì không ai nhìn thấy mình đeo tai nghe cả. Sau đó thì khi mình bật cái phần mà nó nói ở trong điện thoại đến đâu thì chúng ta sẽ nghe và nói theo đến đấy, nghe và nói theo đến đấy. Thầy lấy ví dụ như này nhé, ví dụ nói bây giờ như này. À, bây giờ nha, à, thầy sẽ coi như đây là bật tai nghe như thầy cô nhé, mình sẽ nghe ở trong đấy trước rồi mình nói sẽ nói theo sau này. Hello. Trước khi vào bài Trước khi vào học, bài học, xin xin mời mời các cô và các thầy cô em và cùng các tìm hiểu em về cùng một đến khái với niệm khái rất quan niệm rất trọng quan trọng, trong vùng thầm khí vùng trên cơ thầm kín thể trên cơ mà chúng thể. ta cần nâng Chúng ta niu cần bảo nâng vệ, niu bảo đó vệ, chính là đó chính là vùng bikini. bikini. Xin mời Xin các mời con các cùng quan con sát hình cùng ảnh quan sau sát hình ảnh đây. sau đây. Vùng Vùng bikini, bikini, đây là đây là vùng vùng kín, kín, vùng vùng riêng riêng tư tư của mỗi của chúng mỗi chúng ta. ta. Mọi người hiểu chưa? Các thầy cô hiểu cái này đầu tiên chưa? Bật cái tai nghe lên, nó nói đằng trước thì mình nghe đằng sau và mình nói lại theo sau nó. Được chưa? Và cách này thì chúng ta viết xong lời giảng, chúng ta ghi âm xong là chúng ta đứng lên là quay được luôn. Những ai có tóc thì rất là tuyệt vời đúng không? Chúng ta chỉ cần nó nói đằng trước thì mình nói theo đằng sau. Đây gọi là hát nhép đúng không? À, nói theo đúng không? Bắt chước. Đó. Vậy thì chúng ta không cần cái gì cả đúng không? Chúng ta chỉ cần làm như thế là có. Được chưa? Bây giờ đến cách thứ hai. Là gọi là cách chuyên nghiệp nha. Cách chuyên nghiệp hơn. Thì chúng ta sẽ dùng teleprompter. Những ai đã từng nghe từ từ teleprompter rồi thì mọi người comment vào phần chat cho thầy nào. Là mình biết teleprompter là gì nào. Còn ai chưa bao giờ nghe đến nó thì mọi người hãy comment là em chưa bao giờ nghe. Nha. Đấy, teleprompter bây giờ thầy sẽ cho mọi người biết teleprompter là gì. Đây, teleprompter nó là cái này. Nha. Mọi người lên Google mọi người search cho thầy từ teleprompter. À, mọi người thấy không ạ? Nó bán đây là 3 triệu mấy một cái này, 18 triệu 9 một cái này, 2 triệu mấy một cái này, tùy từng loại đúng không? Vậy thì bây giờ thầy sẽ mở cái này ra để cho mọi người hình dung là teleprompter là gì. À, cái này nó không rõ này, cho cái khác đi. Teleprompter hình ảnh này. Đây là cái teleprompter nhá. Rồi. Các thầy cô nhìn vào đây thì mình sẽ hiểu được ngay teleprompter là gì. Rồi, các thầy cô nhìn nha. Mọi người nhìn rõ cái hình ảnh này không nhỉ? Cái teleprompter này này, nó là một cái thiết bị. Trong đó thì nó sẽ có một là cái màn hình ở bên dưới. Màn hình này có thể là iPad. Và nó có cái chức năng là các dòng chữ ở trên này này. Dòng chữ trên này nó có thể chạy từ dưới lên trên. Và dòng chữ này nó lật ngược. Khi nó chạy như này thì cái dòng chữ này nó bắn lên trên mặt của cái kính ở bên trên này. Ở bên trên này nó có một cái kính chéo như này. Một kính chéo màu đen như này. Và khi dòng chữ nó ở mặt dưới của cái phần iPad này nó chạy thì nó bị hắt lên bên trên. Cho nên là cái dòng chữ ở ở bên dưới này nó sẽ bắn lên trên và khi người nói sẽ đứng ở bên phía bên này. Người ta nhìn xuyên vào đây và người ta sẽ nhìn thấy dòng chữ này nó chạy ở trên cái kính này. Và đằng sau cái kính đấy thì mọi người có nhìn thấy cái này là cái gì không ạ? Mọi người comment vào phần chat để tương tác với thầy xem nào. Đằng sau cái dòng chữ ở bên trên này, chỗ này là kính nhá, đây là cái mặt kính này. Thì đằng sau mặt kính này người ta để cái gì đây ạ? Các thầy cô nhìn ạ, máy quay đúng rồi. Đây chính là máy quay. Vậy thì cái ống kính máy quay ấy, thực ra là nó nằm đằng sau chính cái chữ này. Và cuối cùng là ví dụ như là MC truyền hình hay là cái gì đó người ai đó muốn muốn nói quay video, người ta cứ nhìn thẳng vào cái ống kính này. Chúng ta thì là khán giả thì chúng ta tưởng rằng người đó đang đang nhìn vào ống kính, nhưng thực ra họ gì ạ? Thực ra họ đang nhìn cái dòng chữ nó chạy ở trên mặt kính này này đúng không? Mọi người hiểu chưa? Rồi, bây giờ thầy lấy một cái ví dụ nha. Lấy một con người ví dụ này thế này đi đây. Rồi đây các thầy cô nhìn thấy không ạ, cụ Obama nhà ta khi mà đứng phát biểu đây đúng không, cũng có teleprompter này đây cái này nữa. Mọi người thấy cái bằng kính mà nó trước mặt của ông Obama này không ạ? Những người ở bên dưới thì cứ tưởng là ông ta đang có cái gì để bảo vệ chống đạn đúng không ạ? Hay là tổng thống Mỹ là ông này cũng thế thôi này. Thấy chưa? Nhưng bản chất nó là cái gì mọi người? Bản chất
những cái tấm kính này, nó chính là teleprompter, nó hắt chữ lên. Và ở bên dưới, nhìn khán giả nhìn từ dưới lên thì chỉ nhìn thấy tấm kính thôi, thấy chưa? Nhưng bản chất là anh Obama nhà mình đang đọc chữ ở trên kính. Nào, hôm nay có ai hôm nay lần đầu tiên biết đến cái này không ạ? Mọi người thấy hay không nhỉ? Các thầy cô có thấy hay không nhỉ? Lại có ai lần đầu tiên mà mình mới biết cái bí mật này không? Có ai lần đầu tiên biết cái bí mật này không ạ? Nha. Rồi, ôi có cô còn tương tác bằng Zalo. Rồi, rất là tuyệt nha. Vậy bây giờ mọi người thấy là để có một cái thiết bị teleprompter như thế thì chúng ta cần một điều đó là gì? Là phải mua thiết bị đấy, đúng không? Mà các thầy cô thấy không? Nếu mà mua một cái thiết bị như thế thì giá của nó mọi người nhìn thấy có thể là một vài triệu cho đến mười mấy triệu một cái, đúng chưa? Có ai muốn mà tạo một cái teleprompter đấy với giá dưới 50.000 không ạ? Hoặc là cứ coi như tất cả mọi thứ để gộp vào để thành nó đi, khoảng tầm độ dưới 100.000 đi. Có ai muốn có được cái thiết bị như vậy không ạ? Ai muốn có thì đánh chữ em muốn vào. Ai muốn thì đánh chữ em muốn vào, thầy sẽ chỉ cho thầy cô cách để mình làm nên cái teleprompter chức năng giống hệt như vậy. Giá dưới 100.000. Được chưa? Mọi người muốn chưa? Muốn lắm chưa? Em muốn lắm rồi thì đánh chữ muốn lắm vào bạn nha. Bây giờ thầy sẽ chỉ cho các thầy cô cái cách để làm cái điều đó nha. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá cái thiết bị teleprompter. Thầy sẽ chỉ cho các thầy cô cái teleprompter của thầy. Nha, cái mà làm ra nhiều trăm triệu với chỉ với giá thầy nghĩ rằng là nó dưới 100.000, và có thể là về cơ bản dụng cụ của nó thì chỉ 30.000 thôi, không đến 30.000 nha. Có ai muốn không nhỉ, để thầy còn chia sẻ nào. Nếu mà muốn thì đánh, thì là em muốn lắm mà, để thầy chia sẻ nào. Và nếu mà muốn vừa thì thôi ạ. Muốn lắm chưa ạ? Khi nào muốn lắm thì mới cho được ạ, còn là muốn vừa thì chưa cho được. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Bắt đầu khám phá này. Đây, các thầy cô nhìn đây. Trời ơi. Máy điện thoại này đang dùng là máy điện thoại của mẹ vợ các thầy cô ạ. Rồi, bây giờ mọi người nghe được tiếng của thầy chưa? Nha, bây giờ chúng ta cùng xem nó là cái gì nha. Chúng ta xem nó là cái gì nào. Cái này, cái máy ảnh nó đâu nhỉ, đây. Thầy cô nhìn đây. Thầy sẽ giới thiệu, bật mí hôm nay sẽ gọi là gì nhỉ? Bóc trần cái trường quay của thầy Phương để cho mọi người nhìn xem là làm thế nào để thầy có một cái teleprompter, các thầy cô nhìn nha. Đây. Đây, để cái này xuống. Để cho mọi người nhìn cho rõ này. Thầy cô có nhìn được cái hình này không ạ? Các thầy cô nhìn thấy đây là cái gì nào? Nhìn thấy đây là cái gì nào? Mọi người comment xem là đây là cái gì đi ạ. Nha. Được chưa? Các thầy cô comment xem đây là cái gì nào? Một cái khung ảnh đúng không? Đây là một cái khung ảnh này, nhưng mà bên cái khung ảnh này thì thầy đã đục nó ra một lỗ đằng sau này, cái màn hình điện thoại này nó lại bị lật ngược ra đấy, mọi người nhìn thấy không ạ? Cái khung ảnh nhá, cái khung ảnh này đằng sau khung ảnh thì là thầy đục nó ra một cái lỗ, lỗ kính, được chưa? Đây là cái lỗ này, thầy cô nhìn thấy không ạ? Lỗ này xoay ra đây xem nó có xoay ngang không. Đấy, được rồi đấy, xoay ngang như này được đây. Rồi, mọi người thấy không ạ? Là mình sẽ chỉ cần có cái khung ảnh thôi, mình sẽ đục ra một cái lỗ, cái này sẽ vẫn là kính này. Bây giờ cái phần 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 tay của thầy chỉ đây sẽ vẫn là kính này. Bây giờ chỗ này là khung kính này, thầy cô nhìn thấy khung kính chưa? Sau đó thì bên dưới này, bên dưới thì thầy để nó là một cái lót bình thường thôi,
Sau đó thì chúng ta sẽ có cái này. Đó. Thầy sẽ làm một cái trống, thầy đã làm một cái trống này, thầy cô có nhìn thấy cái trống này không ạ? Cái trống này nó là cái gì? Là cái mắc áo này, thầy bẻ ra một cái. Thầy trống nó lên. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái là một cái teleprompter là như thế này. Nó bao gồm cái gì? Các thầy cô nhìn lại xem nó bao gồm cái gì nha. Teleprompter này nó bao gồm này là có một cái mặt phẳng. Một cái mặt phẳng này. Cái mặt phẳng này để chúng ta để cái điện thoại ở đây. Và cái này là mặt kính. Cái này là mặt kính. Mục đích của cái mặt kính này là để cho khi chúng ta để cái điện thoại ở đây thì nó sẽ hắt cái phần chữ lên trên này. Đấy, bây giờ khi mà thầy làm nó lên trên một cái giá này, các thầy cô nhìn này. Đó, bây giờ thầy chế ra một cái giá, lấy luôn cái giá sách cũ để chế này. Thầy cô nhìn được chưa? Chúng ta sẽ để nó lên trên cái giá. Và bây giờ mình sẽ đặt ở đây đằng sau lấy một cái máy quay. Thì có thể là các thầy cô dùng điện thoại, một cái điện thoại nữa. Còn nếu không thì có thể như thầy Phương dùng thì thầy dùng cái webcam này. À, bây giờ chúng ta sẽ nhìn thử nha. Bây giờ mọi người nhìn thấy cái webcam ở đây chưa? Chúng ta sẽ để cái máy quay, có thể là điện thoại hoặc là máy ảnh, máy quay ở đằng sau cái tấm kính đó. Có chưa? Và bây giờ là như vậy là chúng ta đã sẵn sàng thiết bị gọi là teleprompter để cho nó dễ đọc hơn nữa. Thì đằng sau, bây giờ chúng ta để như này thì nó hơi trong một chút đúng không? Thì để nó dễ đọc cái dòng chữ hơn thì thầy sẽ dùng một cái vải này. Thầy chùm nó lên. Đây, bây giờ các cô, thầy cô nhìn ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ có được một cái thiết bị như này. Thầy cô đã nhìn thấy chưa? Đó, thầy được có một cái thiết bị như này. Bây giờ thầy sẽ dùng một cái điện thoại. Trên cái điện thoại nó sẽ có cái phần mềm teleprompter, và ta đặt cái điện thoại này lên trên này. Thế thì các cái dòng chữ ở trên điện thoại này nó sẽ bắn lên đây để cho ta đọc. Bây giờ thầy sẽ chỉ cho các thầy cô nghe cái phần là mình cái teleprompter ở trên điện thoại, cái phần mềm nó là gì nhá. Ok ạ. Bây giờ thầy sẽ show đến các thầy cô xem là phần mềm teleprompter trên điện thoại nó là gì nhá. Thầy sẽ cho cái mọi người chắc nghe rõ hơn đấy. Ok, được chưa? Rồi. Bây giờ là đến phần mềm teleprompter trên điện thoại này. Teleprompter trên điện thoại. Đây, để có phần mềm teleprompter thì các thầy cô sẽ vào App Store hoặc Google Store. Các thầy cô sẽ gõ cho thầy Phương cái từ là teleprompter. Đấy, teleprompter. Khi chúng ta gõ teleprompter này thì nó ra rất nhiều phần mềm teleprompter khác nhau. Nha. Có những phần mềm hoàn toàn free, có những phần mềm thì trả tiền. Thầy đang dùng cái phần mềm số 2 này, teleprompter Lite. À, phần mềm này thì khi mua nó đâu đó khoảng tầm độ 5-60 nghìn gì đó mà dùng cả đời luôn. Thì đây là bản, đây là bản free này. Bản free thì nó sẽ, đây là bản này nhé. Ví dụ như chúng ta sẽ dán cái video của mình vào đây. Đấy, ví dụ như cái lời giảng của mình sẽ copy, các thầy cô có thể đánh ở trên máy tính này. Sau đó các thầy cô sẽ copy nó Zalo, xong thầy cô dán nó vào bên trong này thì chúng ta sẽ có lời giảng. Thì bản free thì nó sẽ như thế này. Bản free nó sẽ không có cái chức năng là lật chữ, mà lật chữ thì nó bắt phải mua, thì chúng ta bấm vào đây thì thầy cũng đã mua rồi đúng không ạ? Thầy cũng đã mua cái bản pro này. À, thì chúng ta sẽ có bản pro, còn mọi người thì cứ dùng bản free đi, chúng ta không cần lật chữ cũng được nha. Đây là thầy đang nói cái đến cái pro, được chưa? Ví dụ như cái video giới thiệu bài đấy thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể, đây các thầy cô sẽ copy cái phần lời chữ vào trong này, đúng chưa? Xin chào mừng các thầy cô giáo và các con đến với bài giảng ngày hôm nay. Đã bao giờ các con chứng kiến cái này đúng không? Thì chúng ta bật cái chức năng lật ngược chữ lại này. Đó, sau đó chúng ta sẽ xoay nó ra.
Thì sẽ xoay nó ra nhé, cho nó xoay ngang ra này, xoay ngang ra. Bây giờ chúng ta sẽ để cái teleprompter này, cái điện thoại này phía bên dưới của cái khung mà chúng ta vừa làm ấy. Bây giờ chúng ta sẽ làm để dưới khung vừa làm. Bây giờ thì lại chuyển lại camera cái thầy cô lại nhìn này. Đây. Nha, các thầy cô lại nhìn tiếp này. Hôm nay show hết bí mật nhà nghề cho mọi người mà để mọi người làm bài giảng e-learning hay mà mọi người không làm hay được thì rất là buồn nha. Thì sau này là mọi người thấy bí mật này chưa nha, hôm nay show hết cỡ để các thầy cô làm. Bây giờ mọi người nhìn thấy chưa, đây cái tele của prompter bây giờ thầy Phương chế đây, mọi người nhìn thấy nó có đỉnh không ạ? Bây giờ nó đã có thể hoạt động giống hoàn toàn như cái teleprompter mười mấy triệu rồi. Các thầy cô nhìn thấy này, các thầy cô có nhìn thấy dòng chữ nó bắn lên kính không? Dòng chữ nó bắn từ cái điện thoại này, bây giờ nó bắn lên mặt kính này, mọi người đã nhìn có nhìn thấy không ạ? Đây, các thầy cô nhìn thấy không nhỉ? Đấy, vậy thì khi mà mình bắt đầu quay video thì mình sẽ bật cái máy ảnh hoặc là cái điện thoại ở đằng sau này, mình sẽ bật lên chức năng quay, sau đó mình bật cái teleprompter này lên, và lúc đấy thì mình chỉ cần nhìn vào cái dòng chữ này để mình đọc thôi, và mắt mình thì thực ra đang nhìn vào ống kính nha. Rồi bây giờ nhìn đây. Xin chào mừng các thầy cô giáo và các con đến với bài giảng ngày hôm nay. Đã bao giờ các con chứng kiến hình ảnh này? Những hình ảnh ấy nói về điều gì? Trước khi vào bài giảng, xin mời các thầy cô và các em cùng xem một đoạn clip sau nhé. Vậy, chúng ta cần làm gì để chấm dứt tình trạng này? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay, phòng chống xâm hại trẻ em. Mọi người thấy hay chưa ạ? Các thầy cô đã thấy hay chưa ạ? Mọi người đã hiểu rõ bản chất của vấn đề chưa ạ? À, các cái MC truyền hình, họ nhìn là nhìn vào cái teleprompter này này đúng không? Để họ nói chứ không phải là họ học thuộc đâu. Mọi người hiểu chưa nhỉ? Rồi đó, hôm nay bật mí cho các thầy cô cái bí mật nhà nghề này. Mọi người thấy tuyệt vời không ạ? Hãy comment vào phần chat xem không? Các thầy cô có về mình có ý định là sẽ làm một cái teleprompter như này cho mình không ạ? Nó chỉ có mấy chục nghìn thôi, đúng không? Một cái khung ảnh. Chúng ta biết hiểu nguyên lý thì các thầy cô có hoàn toàn có thể chế tạo ra được một cái teleprompter trị giá mười mấy triệu đúng không? Mọi người thấy tuyệt vời không ạ? Và khi các thầy cô học thầy Phương ấy thì mọi người sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền đấy nha. Những ai đã từng học thầy rồi thì có những thứ ở bên ngoài họ phải làm hàng rất nhiều tiền, phải hàng mấy chục triệu, hàng nghìn đô, thì chỉ với những cái gọi là sáng tạo nhỏ thôi thì chúng ta hoàn toàn có thể convert nó, biến nó về trong phòng ngủ của mình đúng không? Rất là đơn giản. Đấy, vậy thì cái cách quay phim mọi người đã rõ chưa? Viết hết lời giảng của mình ra, sau đó đưa vào teleprompter, chúng ta đứng trước ống kính máy quay, chúng ta biểu diễn đúng không? Lúc đấy thì các thầy cô không cần phải nhớ kịch bản nữa rồi, không phải nhớ lời giảng nữa rồi đúng, mà chúng ta chỉ việc nhìn vào mà diễn thôi đúng không? Vậy thì nói có thể hết sức là tự tin, có thể vừa nói vừa nhún nhảy, vừa làm mọi thứ được đúng không nhỉ? Ok không nhỉ? Bây giờ bật mí cái tiếp theo này. Có cái gì thầy sẽ chia sẻ hết nhé, không giấu giếm với mọi người cái gì nhá. Các thầy cô nhìn cái nền đằng sau của thầy này. Đó là gì? Khi quay phim ấy thì các thầy cô sẽ quay nhưng mà đừng quay trên bờ tường nha. Muốn tách được nền của mình ra để ghép vào mọi nơi ấy, thì các thầy cô dùng một thứ thôi này. Đó là cái này. Đó là chúng ta sẽ có một cái vải xanh. À đây. Mọi người đã nhìn thấy cái vải xanh đằng sau thầy chưa? Mọi người nhìn thấy cái vải xanh này chưa? Bí mật của nhà nghề của trường quay là cái vải xanh màu xanh lá cây này nhá. Thầy cô nhá. À, cái diễn viên mà nó nói về dự báo thời tiết ấy, nó không phải là nó chỉ lên trên cái màn hình máy tính đâu, nó không phải chỉ lên cái màn hình bản đồ đâu, mà họ chỉ lên cái nền vải xanh này thôi. Sau đó nó đưa vào cái hình ảnh đó, người ta mới tách cái nền xanh ra. Và người ta mới tách cái nền xanh ra, và khi mà người ta tách cái nền xanh ra thì người ta sẽ ghép người đó đứng vào bất kỳ một nơi nào đó. Ví dụ như như thầy ở đây chẳng hạn, thầy có thể ghép là mình đứng ở trên bãi biển. Đấy, hôm nay mình nói về biển mình đứng trên bãi biển. Hôm nay mình nói ở trong phòng thì mình đứng ở trong phòng. Hôm nay mình nói là mình giảng về vũ trụ thì mình đứng ở ngoài vũ trụ đúng không? Khi hôm nay mình nói về một chiếc cầu nào đó thì mình đứng bên cạnh chiếc cầu đó để mình nói, mình không cần phải sang Mỹ để mình đứng bên cái cạnh cái cầu này đúng không?
hoặc là mình đứng ở, trong bảo tàng hay trong một cái trường quay nào đó thì chúng ta hoàn toàn có thể thay thế được cái nền xanh đó bằng phần mềm Filmora mà thầy Phương sẽ hướng dẫn các thầy cô. Đó, mọi người có muốn để làm cái này không ạ? Và cái nền này này thì tốt nhất là nền màu xanh lá cây các thầy cô nhé. Đó. Làm bằng cái nền xanh lá cây là nền tốt nhất, và cái màu tốt nhất thì cũng làm giống như màu của thầy Phương làm ở đằng sau ấy nhá. Cái màu nhạt quá thì nó chuối thì nó sẽ khó tách hơn, và vì nó hơi lóa. Màu đậm quá thì cũng không lên được, thì nên dùng cái màu là như thế này thôi này, khoảng tầm màu như này, hoặc là xanh hơn một chút nữa thì tốt. Màu này cũng hơi đậm nhá, phải xanh mới được nhá. Còn là vải tím, vải đỏ, vải trắng, các loại vải khác thì không được, mà phải dùng vải xanh. Mọi người nhớ chưa nhỉ? Và buổi sau thì thầy sẽ dạy các thầy cô cái cách để mình tách cái nền này ra, để mình có thể ghép lên trên bất kỳ một cái nền nào đó thì đều được. Như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng là biến cái góc nhà của nhà mình, đúng không, thành bất kỳ một nơi nào trên thế giới, một cái trường quay hoành tráng hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng, cũng chỉ cần với cái kỹ thuật này thôi. Mọi người thấy ok không nhỉ? Đó. Vậy đấy là nội dung mà thầy Phương muốn gửi đến các thầy cô ngày hôm nay. Các thầy cô thấy nội dung bài học buổi ngày hôm nay như thế nào ạ? Buổi đầu tiên của chúng ta như vậy đã làm thỏa mãn hài lòng các thầy cô chưa ạ? Kích thước thì nó cứ đứng ở đằng sau mình, đứng đằng sau thì mình cứ giơ chân giơ tay mà nó không thò ra ngoài là được nhá. Nó không thò ra ngoài là ok rồi, được không ạ? Đó. Thực sự là trong cuộc sống mà chúng ta muốn muốn làm việc ấy, thực ra cái công việc của chúng ta các thầy cô ạ, công việc nó chỉ là một phần thôi. Trong cuộc sống của chúng ta, mọi người nhiều khi chúng ta hay quá quan tâm nhiều quá đến công việc mà không biết quan tâm đến bản thân mình, đến sức khỏe của mình. Cho nên là khi các bài dạy của thầy Phương ấy, thầy không sẽ không chỉ dạy các thầy cô về phần gọi là công việc đâu, bởi vì nếu mà chúng ta chỉ có biết công việc không ấy thì cuộc đời của chúng ta nó sẽ như kiểu con trâu ấy, suốt ngày nó đi cày đi làm mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến khác, không bao giờ nghĩ đến bản thân mình. Chúng ta phải quan tâm thêm đến những thứ khác, đặc biệt là quan tâm đến sức khỏe. Ngày hôm nay ngày hôm nay thì thầy cũng theo lịch thì thầy cũng mời một vị chuyên gia đến từ Hungary sẽ chia sẻ với thầy cô về sức khỏe để chúng ta có một cái sức khỏe tốt. Thầy mời về đây một người thầy chính là người gốc ở Việt Nam nhưng mà thầy đã sống ở Hungary rất là lâu rồi, và thầy dạy về sức khỏe. Cho nên là thầy cũng mời thầy Mẫn sẽ về đây để chia sẻ. Nhưng không biết là hôm nay là thầy Mẫn có ở trong phòng học này không ạ? Thầy Mẫn có không thì thầy Mẫn có thể bật bật camera lên và chia sẻ giao lưu cùng lớp ạ. Thầy đã đặt hàng với lại thầy Mẫn là có thể là xuất hiện ở trong buổi ngày hôm nay để chia sẻ về những bí quyết để cho chúng giúp chúng ta sống khỏe. Bởi vì bản thân thầy Mẫn chính là người mà thầy 54 tuổi, thầy cũng bị Covid, và gia đình của nhà thầy là tất cả mọi người trong nhà đều bị Covid nhưng mà thầy không có ảnh hưởng gì cả. Sức khỏe rất tốt. Và ngày hôm nay thầy 54 tuổi nhưng mà trong người của thầy ấy, thì lúc nào thầy cũng cảm thấy là như kiểu là 25 30 tuổi thôi. Và nhờ những cái bộ môn luyện tập của thầy cho nên là thầy rất khỏe. Và thực sự là khi mà thầy Mẫn thì thực ra thầy Mẫn là một học trò trong lớp của thầy Phương, nhưng mà sau khi biết cái điều đó thì thầy Phương cũng muốn rằng là vậy thì thầy mong muốn là những cái buổi giảng có đông người như này thì sẽ mời thầy Mẫn lên để thầy có thể chia sẻ thêm, để cho các thầy cô có thể mình gặp gỡ được thêm một con người mà có thể làm thay đổi cuộc sống của mình nữa. Thì không biết là thầy Mẫn hôm nay có mặt được trong buổi ngày hôm nay được không nhỉ? Vì thầy Phương đã gửi link cho thầy Mẫn và không biết là thầy Mẫn có mặt được không ạ? Nếu như mà hôm nay mà thầy Mẫn mà không có mặt thì thầy sẽ mời thầy Mẫn vào buổi sau vậy ạ. Vì đã bởi vì cái múi giờ của thầy Mẫn là nó lệch với chúng ta là 6 tiếng thầy cô ạ. Cho nên là nó cũng vướng với công việc của thầy, nó không giống như lịch của chúng ta. Ở Hungary là nó lệch của chúng ta 6 tiếng. Đấy, cho nên là một cái vị chuyên gia đó mà thầy Phương muốn mời về đây để giúp cho các thầy cô. Có thầy thầy Mẫn ở trong lớp chưa ạ? Biết là thầy, bây giờ thầy sẽ bật micro nhé, thầy sẽ bật cho phép bật micro để nếu như thầy Mẫn có ở trong lớp thì thầy Mẫn sẽ bật micro lên nhá. Ok, sorry, bởi vì em quên mất là đang tắt micro ạ. Rồi bây giờ nếu thầy Mẫn có ở trong lớp thì thầy Mẫn vui lòng bật micro ạ. Đây rồi ạ. Vâng, chào thầy Mẫn ạ, xin mời thầy bật webcam. Ôi, tuyệt quá, rất rất may là đến thời điểm này thầy vẫn có ở đây ạ.
Mọi người có muốn ở lại thêm vài phút nữa để nghe một người từ Hungary để chia sẻ chúng ta không ạ? Nếu Nhưng mà mà có nếu mà có và cũng như và cũng là như là về tinh thần đều tinh tốt, thần nhưng đều mà tốt, nhưng mà sức khỏe trong suốt bệnh ngày viện trong bệnh hay đến viện hay già đến già thì cũng ở trong bệnh bệnh viện viện hay đau chỗ đấy này đau đau chỗ chỗ này này đau đau chỗ kia thì có lẽ thì có lẽ nó cũng không không mang đến không cái mang gì đến cả. cái gì cả Nhưng cái quan trọng nhất này thì thực thực ra ra nếu nếu mà thầy thầy cô cô là là những những cái cái người người mà có ảnh hưởng đến đến cộng đồng, có thể là phụ có thể huynh, là phụ huynh, có thể các có thể cháu, các cháu. nhưng mà cái Nhưng quan mà trọng cái nhất, quan cái bí trọng nhất, quyết cái của bí cuộc quyết đời của đó là cuộc cái đời đó năng là cái năng lực. Năng lượng đây không năng phải đây là không năng phải lượng là sống năng hay lực là mà cái cái khỏe khỏe mà cái cơ bắp, mà cái năng lực cái và năng năng lượng lực và sống năng trong lượng người sống ấy. trong người á, Mình nhìn thấy mình thôi, nhìn thấy thôi, nhưng mà nếu mà nhưng có mà ai nếu có mà một có năng ai có lượng một năng hay lượng nào thì hay á thu thì người hút ta thu hút được. giống thầy Phương Giống đấy, thầy Phương đây cũng có năng thu lượng, hút được thu hút được mọi người, rất nhiều người rất cũng nhiều làm người như cũng thầy làm Phương như nhưng thầy Phương, không nhưng phải không ai phải ai thu hút được. Thì chắc chắn thì là cái chắc sức chắn khỏe là của cái sức thầy khỏe của phải thầy cũng phải chạy chạy như tập đoạn, nhưng không thì nó không được khỏe đâu. thì giống như Thì thầy giống đã như chỉ thầy bước đã đầu chỉ tiên cho bước mọi đầu tiên người cho mọi người đấy, thì cái đấy rất là thì cái cần đấy thiết. rất là cần thiết. Thì Thì cái mình có thể chia mình có sẻ thể mọi chia người sẻ mọi người là là cái sức khỏe cái là sức cái khỏe năng là lượng cái sống năng lượng sống tức mình hay cho mình hay mình hay 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 nói với người là mình mình người giúp là cho mình giúp các cho lãnh các lãnh đạo, các doanh nghiệp đã có cái cảm hứng đam mê mê tìm ra, tìm ra cái khả năng cái khả năng tự chữa lành cho cơ mình, thể của mình để cho trẻ để cho trẻ sung sung mãn và già thì trường thọ, làm cho hạnh phúc cho đời. Và khi mà mình khỏe thì mình mang lại rất cái giá trị cho nhiều người. Huy thì 60 tuổi là mình lúc đấy là tích trữ rất là nhiều cái kiến thức, nhưng mà mất mất cái sức khỏe không còn, không chia sẻ. Mà các thầy cô mà sống thêm được 20 tuổi, 90 tuổi mà chia sẻ được thì cái đấy giá trị cực kỳ cho xã hội. Đấy là cái thêm có thể cho là như vậy. Thì có lẽ là bây giờ mình vào luôn đi nhá. Đi hỏi các thầy cô ở đây, cũng như là trẻ như thầy Phương hay là trẻ như như mình để thầy vấn đây thì không biết, nhưng mà có ai đau cổ chưa? Nếu đau cổ ghi ghi là số 1, đau vai gáy rồi những cái bệnh gì với đau lưng hay là không ngủ được, thì thử mọi người thử cho vào xem là mình xem có kia không đau cổ là nhiều đau cổ là nhiều người đúng không, hai gáy và ok. Thế mình làm luôn thế mình nhá. Làm luôn nhá. Làm luôn thực ra hôm qua tức là cũng có một cô 62 tuổi thì tháng 9 rồi. Cô bảo tập mình được gần 2 tháng. Hôm nay cô bảo hôm nay khó hết rồi. Khó hết rồi. Sung sướng lắm. Không biết làm gì. Không biết làm gì. Thì đấy thì nhưng mà cái này là tự thân vận động nhá. Thực ra tất cả mọi người đang khi mình làm xong cái này thì là mình sẽ khi mình làm xong cái này thì mình sẽ nói tiếp tại sao là mình sẽ liên lạc như thế nào. Bây giờ mình bắt đầu nhé, cho mọi người cảm nhận cái điều đấy được không? Mọi người cảm nhận thế thầy Vương ơi, có thể không bây giờ không ạ? Thầy cứ làm đi ạ.
không nghe thấy tiếng nói thầy nói. Em tắt micro, em tắt micro để cho nó đỡ ảnh hưởng ạ. Các thầy cô khác cũng thế, nếu như mà chúng ta không dùng thì mọi người tắt micro đi nhé. Rất là hiếm khi chúng ta mời được những con người như này về, cho nên là chúng ta sẽ có thể tắt micro đi để lắng nghe được rõ hơn. Nếu đau đầu thì có một hai cô, cô ấy tên nhưng mà cô bị 20 năm với một người, 30 năm. Cô đi về Việt Nam bị thiền, đi làm đủ với thứ ở nhà sẹo đầy người. Thì lúc đến cho cô ấy thì cô ấy bảo là vì em chọn cái chết còn hơn cái sống. Cô làm một năm thì cô khỏi hết. Cô rất là hạnh phúc. Thì lúc đấy phát hiện ra cô là bị gọi là rối loạn thần kinh thực vật. Mà người ta khi mà nghe nói thì không thể khỏi được. Thực ra thì bây giờ mình sẽ chia sẻ hôm nay đầu tiên. Nhưng mà ngày mai khi mình sẽ chia sẻ cho mọi người là Thứ nhất là về các cái bảy luân xa và mình sẽ chia sẻ mọi người 12 cái quy tắc đỉnh cao của vũ trụ. Thì mình phải nắm được cái điều đấy thì mình mới hiểu để từ trong tâm mình tập. Chứ nếu mà mình không hiểu được tập không thì nó sẽ không hiểu cái điều đấy. Và có lẽ là khi mà sau đấy thì tất cả mọi người sẽ có một cái tự nhiên có những kiến thức rất là hay, nó sẽ vào thì là thế giới bây giờ nó đang thay đổi một cách kinh khủng. Và cái tần số của con người đang thay đổi một cách kinh khủng. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người vì đây là nó sẽ đi về chiều sâu hơn một chút xíu. Nhưng mà không gọi là thực ra đây là không dính dáng đạo Phật hay đạo Thiên Chúa, đây là quy luật vũ trụ thôi. Không 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 gì cả. Mình cũng là đạo Phật, mình cũng theo Thiên Chúa, không có vấn đề gì cả. Cái gì cũng tuyệt vời hết, sau này mình cũng chia sẻ. Nhưng mà chỉ muốn nói Pháp Luân Công là đạo Phật thôi, chỉ có cái một cái là ngài làm Pháp Luân Công, ngài xưng ngài là Bồ Tát luôn hay là Phật luôn. Những người ta đi theo chính thống, người ta bảo là cái người làm như vậy thì sẽ bao giờ nói là mình là cái gì cả. Thế thôi, còn cái đấy hoàn toàn là Phật luôn, người đều dùng như cái như của mình dùng thôi, chứ không bảo luân xa, thứ này khác rồi nó đi theo mà thôi, chứ không bảo luân xa, thứ này khác rồi nó đi theo mà thôi, chứ không bảo luân xa, thứ này khác rồi nó đi theo mà thôi, chứ không bảo luân xa, thứ này khác rồi nó đi theo mà thôi, chứ không bảo luân xa, thứ này khác rồi nó đi theo mà thôi, chứ không bảo luân xa, thứ này khác rồi nó đi theo mà thôi, chứ không bảo luân xa, thứ này khác rồi nó đi theo mà thôi, chứ không bảo luân xa, thứ này khác rồi nó đi theo mà thôi, chứ không bảo luân xa,
này, đóng vai mình ngồi này. Đây mình ngồi đây bây giờ mình làm luôn mình ha. Làm luôn ha. Và hôm nay rất là vui thì mình có thể xin trời đất chung một cái chung một cái gì đấy cho nên mọi cố gắng tôn trọng thì vẫn đây thì chờ em một chút ạ. Em sẽ tắt hết micro của những người khác để bật một micro của thầy đó ạ. Vâng. Rồi thầy sẽ để ý và thầy sẽ bấm và unmute chat được rồi. Được rồi. Vâng. Ok, xin mời thầy ạ. Vâng. Bây giờ mình chưa cho mọi người vào bài luôn nhá. Thì bây giờ là mọi người phải chú ý này. Thực ra khi mà đau cổ là bác sĩ không cho quay đầu, quay vai, quay cổ. Nhưng mà mình vẫn được quay. Khi mình đầu tiên bây giờ mọi người ngồi thẳng lưng.
mọi người thẳng lưng, người kéo, thẳng lưng, lưng kéo lưng lên, kéo lưng lên, kéo lưng lên, để kéo cổ lên, để kéo cổ lên, kéo cổ lên, kéo cổ lên, kéo cổ lên, kéo lưng lên, thẳng cái lưng lên, kéo cổ lưng, kéo thông lên, phải thông bất thông, thông bất thông, thông bất thông thì nó sẽ không có bệnh. Giờ bây mình ra, ngửa đằng trước như ngựa, kéo cái cổ lên, kéo cái cổ lên, kéo cái cổ lên, ngửa ra, ngửa ra, làm sao, làm sao mà là tịch sư nó không chạm vào nhau, đấy, để ra đằng trước, bây giờ nói theo đúng, nói theo đúng nha. Ra đằng trước, ra đằng trước này, hít vô này, hít vô này, hít vô, hít vô, ra, ra, kéo lưng lên, kéo lưng lên, kéo cổ lên, không để cho xương, để cho xương chạm vào nhau, nhau, bẻ, bẻ, tôi là hít vô, tôi là hít vô, ra, ra, kéo cổ lên, kéo ba lên, vỗ, ra, ra. Nhớ là không được xương chạm vào nhau nhá. Vỗ. Ra. Ra. Kéo xương sống lên. Vỗ. Vỗ. Ra. Ra. Rồi, mà giữa này. Mà giữa này. Để sang bên trái. Để sang bên trái này. Để sang trái. Để sang trái là cái cổ của mình phải kéo lên trên. Đẩy lên trên. Cái xương sống của mình cũng đẩy lên trên. Đẩy lên trên và cái cổ của mình như cái thành cung, cái cổ bẻ gãy, cái cổ bẻ gãy, cổ là hỏng hết xương, và xương nó không chạm vào nhau, mình chỉ quay, mình chỉ quay cái xương thôi, cái xương thôi, rồi hít vô, hít vô, sang bên phải, sang bên phải nó ra, kéo cái cổ lên, rồi bẻ, bẻ, tức là hít vô, là hít vô, ra, ra, mình cứ nói cả tình cung, nói cả tình cung, cho nên là xin lỗi, hít vô, hít vô. Ra, kéo lưng lên, kéo lưng lên, kéo cổ lên, kéo cổ lên, khi mình sang bên này cũng vậy, kéo lên vòng cung lên, không để cho, không để cho cái xương nó chạm vào nhau, đấy cái quan trọng nhất là xương nó chạm vào nhau, mình nhiều người gọi là bây giờ là đang bị xương cổ đấy, xương cổ đấy, như gọi là vôi hóa, vôi hóa, thì nếu mà mình để chạm vào nhau thì nó có thể làm mình rất là đau, thậm chí hỏng cổ, càng tập càng hỏng luôn đấy, rồi nhà kéo lên nhá. Bây giờ mình vào trung tâm. Bây giờ mình lại kéo xương sống, kéo hết lên, kéo hết lên, quay sang bên trả hết mình có thể được nè. Rồi quay sang bên, quay sang bên phải nè. Hết mình có thể, hết mình có thể được nhá. Hết cỡ, hết cỡ. Thái cực thì là đầu tiên mình đi trong này là rất là lỏng như gen, lỏng như gen, đến cuối cùng thì mình lại căng ra. Kéo cổ lên, kéo cổ lên thì có đỡ không? Rồi, rồi. Làm thêm hai cái, thêm hai cái nữa nha. Kéo cổ lên, kéo cổ lên, kéo xương sống lên. Rồi và giữa, rồi và giữa. Bây giờ mình quay, bây giờ mình quay xung quanh như quả bóng, như nguyên tắc của nó là mình kéo cổ lên để làm sao, để làm sao cho các khớp nó không chạm vào nhau, mình quay thịt thôi nha. Đấy, đấy. Mà vừa kéo, mà vừa kéo lên thì ở cái độ là không phải căng, vừa kéo lên nhưng mà hơi hơi trùng trùng, trùng trùng. Nhưng mà làm sao các xương nó không cọ vào nhau? Mình làm thông mạch, mình làm thông mạch thôi. Quay xung quanh, quay xung quanh nhẹ nhàng, nếu mà cảm nếu mà các xương, xương, xương nó chạm vào nhau thì mình cũng cảm nhận điều đấy, thì mình lại phải kéo một tí nữa, kéo xương sống, kéo xương sống lên, rồi quay ngược, rồi quay ngược lại, lại chỗ nào đau, chỗ nào đau thì ta từ từ dừng lại, rồi ta nhẹ nhàng yêu thương, nghĩ tới nó, thả lỏng thêm nữa, rồi rồi từ từ mình dừng lại, mình quay ngược lại rồi đúng không? Rồi. Bây giờ mình như con rùa, con ba ba nó sống 300 tuổi thì mình làm đúng thì mình có thể sống 150 tuổi nha. Rồi hít vô, hít vô để kéo cổ lên này, kéo cái cổ thẳng lên này, ran ran, hít vô này, ran ran, hít vô, hít vô, kéo cái cổ lên, kéo cổ lên, kéo cổ như là cái bơm xe, kéo lên, kéo thẳng lên, ra ra, rồi đẩy xuống, đẩy xuống, đẩy xuống, rồi đẩy xuống, thở, đẩy xuống, thở ra, hít vô, là lấy khí trời, là lấy khí trời của đất, xuống, xuống là trả cho mình đất.
Rồi. Rồi. Đưa cái tay này đưa lên. Đưa cái tay này lên. Kéo lên nè. Kéo lên nè. Ép tay vào thảo đầu để thả lỏng cái vai. Ra đằng sau hết mình. Thả lỏng cái vai. Hít vô. Hít vô. Ra. Ra. Vỗ. Vỗ. Ra. Ra. Thả lỏng. Vỗ. Vỗ. Ra. Ra. Vỗ. Vỗ. Ra. Ra. Rồi, cái cuối cùng vỗ. Ra. Ra. Quay ngược lại, ép tay tay vào người. Vỗ. Ra. Ra. Vỗ. Vỗ. Ra. Ra. Đây không phải pháp Hồng Kông gì nha. Đây là của Việt Nam. Đây là của Việt Nam, của thế giới. Rồi. 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 Em mình trạng thái ngồi, cho nên mình bây giờ sẽ gọi là điều hòa âm dương như bắt đầu trạng thái ngồi nhá. Hít vô. Nhìn đây là âm này. Đây là âm này. Đẩy lên này. Đẩy lên này, đẩy hết cỡ lên này. Kéo cái xương sống lên. Hai cái tay chụp với nhau kéo xương sống lên. Rồi ra. Vỗ. Đẩy lên. Nín thở. Rồi ra. Giờ bây giờ. Dương này. Ít hố. Đẩy lên. Hết mình. Ra. Rồi. Kéo hết mình, kéo lên cái xương sống, kéo vai lên hết mình. Rồi. Giờ bây nhắm mắt lại. Tay mình điều hòa. Đan điền. Nhắm mắt lại. Tay mình nghe, mình cảm thấy. Không khí nó chạy trên tay mình, nhẹ thả lỏng hết, hít vô. Nhắm mắt lại mà vẫn cảm thấy cái tay nó đi lại được. Rồi. Giờ bắt đầu mình Cứ theo dõi tập đi ha. Rồi bây giờ mình thiền một chút xíu nhá. Mọi người thẳng lưng. Hai tay để lên đầu gối. Hai tay để lên đầu gối nha. Rồi. Thẳng lưng, hai tay đầu gối. Kéo cổ. Kéo xương sống lên. Như hơi trùng xuống. Vẫn ở trong trạng thái. Lưng thẳng. Cổ thẳng. Toàn thân được. Tức là rất là thoải mái. Ngồi rất thoải mái. Hai chân. Ngồi nếu ở trên ghế thì hai cái đầu gối bằng nhau. Hai tay để đầu gối. Rồi. Thả lỏng đầu. Mình cảm nhận. Cái da trên đầu nó giãn ra. Chán các cái da trên chán từ từ giãn ra. Thả lỏng mắt. Xung quanh viền mắt. Từ từ giãn ra. Thả lỏng mũi. Lòng miệng. Thả lỏng lưỡi. Đi từ đầu lưỡi vào cuống lưỡi. Thả lỏng má. Cảm thấy má mình sẽ xuống. Thả lỏng tai.
tai mình quyệt như tai trọng cảm nhận sự ngập ngừng của nó. Thả lòng cổ. Thả lòng vai. Thả lòng cánh tay cẳng tay. Thả lòng các đầu ngón tay. Cảm nhận nặng chịu. Thả lòng ngực. Tâm của ta, tâm của ta chạm vào trái tim của ta. Yêu thương chiều mến nó. Thả lòng bụng. Thả lỏng lưng. Đi từng miếng thịt của miếng thịt từ trên lưng từ trên xuống dưới. Từ bên trái từ trên xuống dưới từ bên phải từ trên nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Cảm nhận từng thứ thịt từng thứ thịt của nó. Sau hai bên rồi ta đi vào xương sống. Từ trên xuống dưới xuống dưới. Đi từng thứ thịt từng đốt xương sống. Cảm nhận từng thứ thịt của nó. Từng đốt sướng một. Thả lỏng mông. Thả lỏng đùi. Thả lỏng đầu gối. Thả lỏng bắp chân. Thả lỏng mắt cá chân. Thả lỏng bàn chân. Thả lỏng các ngón chân. Ngón chân. Từ từ thẳng người lại. Thẳng người lại. Ta kiểm tra từ kiểm tra từ trên xuống dưới chỗ nào chưa thả lỏng ta thả lỏng tiếp. Khẳng định với bản thân mình. Tôi đang thư giãn và tĩnh lặng. Tôi để tâm trí vào đan điền. Đan điền 2,5x, tức là khoảng 3cm. Ở từ thúy rốn xuống vào bên trong. Ta tưởng tượng nó là một cái nến, một cái đèn. Đan điền là ruộng năng lượng. Ta để tâm ở đấy. Từ từ kéo người thẳng lên nếu ai chưa thẳng. Ta sẽ về tâm của mình. 2 phút tức là ta sẽ đếm đến 120. Ta tưởng tượng một quả cầu ánh sáng đi từ bạch hội từ đỉnh đầu cao nhất cả đi xuống đan điền, tức là mình hít thở vào để cái mũi vào chỗ bạch hội tức là trên đỉnh cao chảy xuống đan điền. Lúc thở ra thì tâm của ta cũng đi theo quả bóng đi lên bạch hội. Ta bây giờ đưa tâm và thân vào một. Ta tưởng tượng quả bóng hít vào từ đan điền chảy xuống. Từ bách hội chảy xuống. Thở ra ta đi từ đan điền chảy ra bách hội. Mình bắt đầu 120 cái đếm. Tâm mình để vào quả bóng ánh sáng nhé.
Tay bà hơi bằng mũi thở ra bằng miệng. Từ từ ta xúc nước miệng bằng nước bọt của mình như lưỡi khóc miệng. Người đặt nuốt trong bọt, từ từ mở mắt ra nhìn lên trên. Nhìn xuống dưới bằng con người thôi nhá. Nhìn sang trái, nhìn sang phải. Rồi mình quay mắt, trái sang phải. Tổng lần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tổng lần quay ngược lại hay 1, 2, 3 quay con người thôi. 4, 5, 6, 7, 8. Rồi kéo người thẳng lại. Mở mắt ra, hai tay để mắt vào đây, mình sẽ massage cái não của mình. Tức là cái chỗ này rất là quan trọng, là mình phải làm nhanh hết, nhanh nhất có thể được. Đấy thì luyện dây thần kinh của mình và massage cái não của mình. 30 cái nha. 1. Ok, tại vì phải nhanh hơn nữa, là phải như lửa, nó phải ra cái lửa mặt cho nó đẹp nhé. Thế toàn mặt mình 30 cái nhanh nhất có thể được, cái lấy dây thần kinh của mình không bao giờ hoạt động với mình nhanh nhất có thể được. Ok, rồi 30 cái trên mặt này. Ba mươi cái chưa thành công. Rồi. Cái này là một nè. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 quay ngược lại. Xung quanh vào mắt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 rồi 26 mũi nè. 15 cái. Rồi. Cái mép này. 15 cái. Đứng với thầy Phương, rất đúng. Rồi cái này 15 cái. Rồi, hai cái vành tai mình đẩy lên nè. 15 cái nè.
mình rất kê vành tay dưới 60 trên 60 trên nhất 60 rất mạnh nhá, làm thận. Ở giữa nè, 60 cái nè. Rồi, trên nhất 60 cái nhanh nhất có thể được nè. Trên nhất cái tai nhanh nhất là trên trên vành. Rồi, rồi bây giờ mình sẽ trải đầu này. Tức là đằng sau là dưới nhất này, xong là giữa này, trên này 30 cái, cao bằng ngón tay nhá, thập thập mạnh lên thầy Phương, cho máu lên đầu, ở dưới này, giữa này, từ từ thôi, trên nhất này, cả mình đếm 30 cái này, 1 này, phải đủ 30 cái nó mới có tác dụng này. Hai này, những người sống 100 tuổi, trong 20 tuổi, không ai không làm động tác này, một ngày ta làm 200 cái. Ba, bốn, năm, sáu, làm mạnh đau lên thầy Phương ạ. Bảy, tức là hết tất cả các ngón tay nó hết trên đầu, không để cái da nào nó chừa nhé. Mình chào hết. Tám, chín. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, hết các đầu đúng rồi, 30, rồi, mừng mọi người, rồi, tay nhắm mắt, người thẳng người lên, kéo, lưng lên, kéo vai lên, kéo cổ lên, tay tay ngửa lên trên, thở lỏng đầu, thở lỏng cổ, thở lỏng thân, thở lỏng chân, rồi ta kiểm tra lại trong lòng hai tuần vừa rồi hay cả cuộc đời ta đến ngày hôm nay có những gì đẹp nhất ta đẹp vào hai lòng bàn tay, có thể một câu nói một hành động hay một phong cảnh hay một nụ cười hay một ánh mắt bất kỳ điều gì cho ta dễ chịu, ta để vào hai lòng bàn tay, tay trái ta để vào lòng bàn tay, ở phải đặt lên, ta hít một hơi thật sâu chạm vào trái tim của mình, ta thở ra, ta truyền tất cả những tốt đẹp đấy đến từng tế bào của mình, hai tay của ta để ngang ngực hướng bên trên, ta tưởng tượng một bông hoa hồng và đồng bông tulipan hay bất kỳ một bông hoa nào mà bạn thích. Trong trí tưởng tượng của ta, ta gửi những bông hoa này tới cha mẹ của ta, vợ con của ta, anh em bạn bè của ta, và những người hôm nay ta cùng có duyên với nhau tập ngày hôm nay, gửi cho thầy Phương, gửi cho tất cả các bạn bông hoa này. Các bạn cố gắng gửi cho từng người, gửi cho bố mẹ, bạn bè, anh em.
Khi xong rồi ta chắp tay lại Amastan. Rồi cảm ơn mọi người. Rồi cảm ơn mọi người. Hôm nay tại vì thấy khuya rồi. Nếu mà ngày mai mọi người và duyên mà thích thì có lẽ lúc 8 giờ mình bắt đầu làm 15 phút nghiêm chỉnh, trò sẽ đứng chỉ cho hai chỉ cho hai cái khởi động thôi. Khởi động thôi. Thực ra thì mọi người nhớ là những cái này nó có hàng 2-3 nghìn năm rồi, có thể của tàu, có thể của người này người kia, người ta chấp vá lại, đưa ra cái gì tốt nhất có thể được. Thầy của mình cũng 30 năm chỉ nghiên cứu không thôi. Chỉ mỗi cái thầy làm sao cho tốt nhất. Thực ra đã nói thầy Phương rồi. Người Việt Nam là luôn luôn khôn lọt. Tìm cái hay nhất, tốt nhất để cho vào. Dễ nhất và tác dụng nhất. Mình dạy cho bọn Tây, người Tây họ vậy thôi. Họ không thể nào không thể nào mà mình dạy những cái rèn rúa các thứ này khác. Mà họ cảm thấy ok, họ học không cảm thấy họ không học. Thực dễ là như vậy. Mà mình cũng thế thôi. Giống như uống chè của Nhật, có khi mất cả một tiếng đồng hồ mất rồi, nguội mất rồi thì không còn cái gì nữa. Nhưng mà uống chè của Việt Nam mà lấy từ buổi sáng tinh mơ, những cái cánh sen ở đầu của Hồ Tây, uống trong vòng 15 phút rất là tuyệt vời. Lúc đeo bán sen rất là tuyệt vời. Cho nên rất mong mọi người. Thực ra cái này nó rất là thâm diệu, thâm túy. Còn pháp luân công với cái gì cũng thế, tất cả mọi người chỉ cóp lại cho nên pháp luân công cực kỳ hay là chỗ là nó làm cực kỳ đơn giản cho mọi người dễ học nhất, cho nên là dễ vào mà họ cảm thấy khỏi bệnh, họ theo vì họ cứ khiến cứ cảm thấy khỏi là họ theo thôi, chứ không có gì đâu, đơn giản nhá. Thì mọi người thì trò sẽ cố gắng là truyền cho mọi người, tại vì có hai cái chỉ cần khởi động thôi. Tại vì ví dụ thầy giỏi nhất ở Việt Nam mà là bác sĩ mổ giỏi nhất mà rất nhiều thứ như chỉ có hai bởi khởi động một tháng trả 2.000 đô la cho thầy mình, đỗ mười các nhà đại sư học rất là nhiều. Thực ra nó sẽ cái gì nó đơn giản là cái đấy, là đúng. Cái đấy đúng, chứ không phải là nó lằng nhằng mà nó siêu việt, siêu việt đâu. Cái quan trọng là, là sau này là mình phải hiểu làm hàng ngày và đi sâu vào trong mình thì từ từ mới cảm nhận cái điều đấy thôi. Chứ một sớm một chiều cái mình chữa là mỗi ngày một cái sợi tóc, nhưng mà nó chữa thật khỏi thật. Còn những cái khác thì có thể uống thuốc, uống cái khỏi ngay hết đau. Như đấy nó không phải là chữa bệnh, chỉ là giảm đau thôi. Cái này nó từ từ nó khỏi. Thế thì xin chia sẻ thì ngày mai nếu mà sớm thì mình sẽ làm một cái thần chú, tại vì rất là một lúc mà có một nghìn người đọc cái thần chú thì có lẽ là nó sẽ mang tới vũ trụ một cách dễ dàng nhất. Nếu mọi người cảm thấy cái điều được ok thì cũng tham gia, tại vì cái này á nó là cái duyên, không phải ai cũng có, tức là nhân nhưng mà ma quỷ nó sẽ đuổi không cho mình nhận, không may mắn ai kiên quyết học thì người đấy được, thì không phải may mắn tự nhiên ai cũng được khỏi bệnh, khỏe bệnh. Thì trong cái này mình chữa bệnh còn nghiệp bệnh nữa. Nếu mà khởi thì không thể nào chữa được. Nhưng mà tại vì có nghiệp bệnh và bệnh đời này mình làm. Cho nên mà mình biết, nếu còn không, tại vì nghiệp bệnh mà con chữa chữa trời không khỏi. Mình biết cái nghiệp bệnh, mình biết người ta thế nào thì mình chữa được. Để cho nên rất nhiều người bị nghiệp bệnh. Người thầy mà không biết thì sang hết mình. Cho nên cái này nó cũng không đơn giản. Nhưng mà đây là cái duyên, mạng lưới nhân duyên của mình. Mình gặp nhau cho nhau thôi. Xin chào tất cả mọi người ở đây. Chúc mọi người có một buổi thật ngủ ngon. Hy vọng là cho mọi người được một chút xíu gì đấy. Cảm ơn cả nhà. Em xin cảm ơn thầy Mẫn rất là nhiều. Thực ra là em đi học cũng học khá là nhiều thầy. Như hôm đi học thêm Tony Robbins hay là ông Master Coe, và khi mà về đi học học thiền thì cũng xem ở trên mạng các thầy dạy ấy, thì cũng có những động tác như thầy. Nhưng mà thực ra là mình thấy là tất cả những cái môn nó đều có những động tác tương tự. Như hôm nay khi mà thầy giảng nói thêm vậy thì em cũng thấy rằng là tại sao mà mình cần phải có cái động tác như này, để có thể là lúc như mình học của chỗ Tony Robbins là cần phải thở bằng cơ hoành
Đấy. Thế thì em thấy là khi mà mình thực hiện cái động tác như vậy thì đúng là cơ hoành mình được vận động thật. Hay là hôm mà học thiền với lại cái thầy mà ở chùa Ba Vàng ấy, thì sau khi mà kết thúc thiền xong thì bao giờ cũng có cái bài xoa mặt, xoa mắt này, xoa mũi này, xoa tai này. Thì hôm nay ở trên bài của thầy em cũng thấy có cái đó. Như vậy thì chắc là một số cô khi mà học yoga thì cũng sẽ thấy có một số những động tác như vậy đúng không ạ? Thế thì rõ ràng là đó là trong cái bài tập này em thấy nó cũng có tổng hợp của rất là nhiều thứ, và chắc là những cái thứ mà tốt cho sức khỏe thì họ tập hợp lại thành một cái bài tập. Thì có thể là buổi đầu tiên thì em lần đầu tiên cũng làm này thôi, thì em cũng là một người mà ngủ rất là kém, cho nên là có thể là thế thì buổi sau có thể dành thêm cho thầy Mẫn khoảng thời gian ở đầu đi, thì cho lúc đấy mọi người có tập trung hơn, có thể khỏe mạnh hơn, có thể học được thêm một cái gì đó để mình về mình có thể làm cho cơ thể của mình nó tốt hơn. Đấy, mình có sống vui vẻ hạnh phúc hơn. Cảm ơn thầy rất là nhiều, bởi vì là cái khoảng thời gian mà thầy dành cho lớp cũng như là cảm ơn tất cả các thầy cô là chúng ta đã có mặt đến cái thời điểm này. Bởi vì là giống như thầy Phương nói rằng là đến với lớp học này thì thầy cũng không chỉ là muốn là giúp các thầy cô về kiến thức, mà qua đây thì chúng ta sẽ cùng nhau giúp nhau để có một cái cuộc sống khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn. Xin chào. Chúc các thầy cô ngủ ngon, và thầy Phương tin rằng với bài tập này thì chắc là đêm nay sẽ ngủ ngon hơn rất là nhiều. Cảm ơn thầy Mẫn rất nhiều. Và ok. Xin chào. Và